Rồi hôm nay mình sang chương anhydrosis nè. Rồi cô trước khi dạy cô nhắc luôn. Thì có thể đợt này thi cái lớp có bạn online á, cái lớp học lại các bạn á, thì cái phần dị vòng, cái phần 4 thì phần dị vòng á ha. Thì cô sẽ không giảm cho bạn, nó là đi thi các bạn sẽ không có ra phần đó ha. Các bạn sẽ cố gắng tập trung vào cái chương hiệu ứng đồng phân, rồi hợp chất hydrocarbon, rồi phần nhóm chất đó, ha. Nhóm chất của mình thì có ancol, anhydride, ceton, phenol, axit amin thôi. Thì các bạn dừng. Từ đó các bạn thấy là cắt được cái phần dị vòng rồi, rất là dễ thôi ha, rất đơn giản các bạn rất là nhiều rồi. Từ đó trong tuần này các bạn sẽ học, hôm nay các bạn sẽ học cố gắng xong phần anhydride, ceton, hoặc nếu xong được phần axit thì sao, hoặc không các bạn dừng lại phần anhydride, ceton. Rồi sau thì các bạn học phần thứ sáu, bạn học phần amin với axit đi. Còn tối thứ hai sẽ là phần ôn tập cho các bạn ha. Nếu ôn tập mà chưa xong nữa thì có thể cô sẽ sắp xếp một buổi nào đó cho các bạn lên các bạn học nha. Đúng lịch của mình là tuần này xong nha. Thì cô hỏi cả lớp là đến thứ hai tuần tới nè, rồi các bạn vô học được không? Bù cho cái buổi thứ sáu tuần rồi. À, bởi vì các bạn cũng không có môn nào mới ha, thì cũng là theo lịch các bạn là tối thứ hai các bạn trống, thì các bạn quyết định là tối thứ hai các bạn học nha. Còn nếu hợp mà tối thứ hai mà ôn tập chưa hết thì cô sẽ cố gắng sắp xếp một buổi nào đó nè, cho các bạn thêm nha. Tức là buổi đó là buổi mà cô tự sắp xếp cho cái kênh lớp mình, nhưng mà là trong thời gian biểu nha. Bạn nào học được thì học, cô học thôi không sao hết nha. Ừ, buổi tối theo đúng thì của các bạn cho nó dễ sắp xếp công việc của các bạn ha. Tối thứ hai có điểm nhanh không hả? Tối thứ hai là học buổi, tối thứ sáu thì vẫn điểm nhanh bình thường. Còn vì tối thứ tư mà cô mà sắp xếp được thời gian mà cô dạy cho các bạn một buổi á, nếu mà còn thời gian thì cô sẽ dạy sắp xếp các bạn một buổi, thì sợ tuần sau thì hơi lịch nó hơi kín một chút xíu, bởi vì tuần sau là lớp thực hành nó chuẩn bị thi đó. Thì cố gắng làm sao đến tuần sau đến thứ hai mà một cái buổi ôn tập mà chưa hết kiến thức cho các bạn thì cô sẽ cố gắng sắp xếp một buổi khác để ôn tập cho các bạn. Làm sao đó các bạn thi cái quá trình online các bạn thi ok nhất. À, và một cái phần mà thi kết thúc môn học các bạn cũng làm bài được nha. À, vậy hôm nay mình sang chương mới nha. Sau tuần buổi thứ 9 là sao ôn tập cho các bạn mà các bạn sẽ học được nhiều nhất, mà các bạn thi lần cho nó dễ. Còn kiểm tra lúc nào chả được ha. Nói chung là cứ tuần sau thì học buổi thứ hai, tối thứ hai thì cô sẽ khi cô đẩy lên câu hỏi lên hệ thống rồi thì cô sẽ sắp xếp các bạn ha. Hoặc là thứ sáu, hoặc là thứ hai, hoặc là chủ nhật gì đó, cô sẽ sắp xếp cho bạn thi nha. Kết thúc là cô sẽ, lần này cô sẽ cắt cái phần dị vòng ha. Bộ môn đã thống nhất là lần này thì học lớp học lại của các bạn sẽ không có ra phần dị vòng nha. Thì đó, chương trình cô sẽ dạy tới hết phần amin nha. Kiểm tra thì tuần sau cô sẽ nói sao. Đó, hôm nay học phần anhydride ceton. Thì các bạn biết ha, anhydride ceton là cái nhóm chất mà rất là quen thuộc với các bạn rồi. Từ thời phổ thông các bạn đã được học, được nghe rồi ha. Giờ các bạn học lại cho hiểu thôi. Thì đây là những cái hợp chất, các bạn biết là những cái dược liệu ha. Các bạn thấy đây là cái thằng xạ này ha, quế này, một cái loại đậu gì đó ha. Thì trong thành phần của nó có nhóm anhydride. Đó, thì các bạn thấy là xin ăn để hít này, cái này có thành phần trong quế ha, hoặc là cái thành phần chất làm vanillin này ha, hoặc là trong xả chanh của bạn đó, các bạn học dược liệu rồi các bạn biết trong chanh, trong xả các bạn nó có cái nhóm chất là geranium này đó ha, có thể có trong chanh loại xả chanh đó, thì các bạn biết là thành phần này có chứa ăn để hít ha, thường nó có mùi rất là thơm. Rồi anhydride là gì ha? Thì các bạn biết rồi, anhydride là có nhóm chất CHO, còn ceton hợp chất có RC nối đôi O, R phải. Tức là anhydride ceton thuộc cái nhóm carbonin nói chung ha, hợp chất carbonin là nhóm chất mà có nhóm C nối đôi O, sẽ gồm hai loại hợp chất, đó là anhydride là có nhóm RCHO và hợp chất ceton RCO, R phải ha. Thứ nhất là phần danh pháp của anhydride. Thì tên thông thường của bạn thấy dựa từ các bạn hay nghe chữ propanhydride,
À, thì các bạn biết đi từ hợp chất axit của bạn là axit formic, axit HCOOH. Thì đối với thằng mà formaldehyde là HCHO thì nó được dựa tên của axit tương ứng và thay chữ X bằng chữ aldehyde, thay chữ X và chữ axit bằng chữ aldehyde. Là các bạn sẽ có axit formic, bỏ chữ mic đi, bỏ chữ X đi. Các bạn thêm chữ aldehyde vô các bạn thành formaldehyde ha. Đó, hoặc là cái thằng acetaldehyde. Đó là hai cái anhydride là có một C và hai C, là hai cái anhydride mà các bạn hay gọi bằng tên gọi thông thường. À, cái là formaldehyde là HCHO và acetaldehyde đó là C3CHO, hoặc là chữ benzaldehyde là đi từ axit, đi từ cái axit ban đầu là axit benzoic. À, các bạn bỏ chữ OX đi, các bạn thêm chữ anhydride vô thành benzaldehyde. À. Rồi phần butane butyl thì đối thằng này các bạn sẽ kết thúc bằng cái gì? Chữ A. À, thì tùy từ hợp chất ancan, vậy đây các bạn thấy thì hợp chất ancan này các bạn là metan, các bạn bỏ chữ an đi, các bạn thay bằng chữ an dầu. À. Rồi ví dụ các bạn có này, thay vì các bạn có là metan đúng không? Metan thì các bạn sẽ bỏ chữ chữ e, thì thường thường chữ metan các bạn biết thằng tiếng Anh các bạn có chữ chữ e cuối, chữ e là chữ e câm. À, thì các bạn hiểu đơn giản là các bạn, nếu mà các bạn hiểu đơn giản thì thầy phổ thông các bạn làm sao đây, các bạn chỉ cần thêm chữ an vô là xong. À, thì cái này người ta ghi kỹ theo tiếng Anh, tức là bỏ chữ ne thay bằng chữ nal. À, là metana. À, còn là cái nhóm này các bạn biết là tên gọi thông thường của nó là acetaldehyde. À, thì tên gọi các bạn nó bị hợp chất etan, các bạn thêm chữ an vô, các bạn bỏ chữ e đi, các bạn thêm chữ an vô, các bạn chữ etana. À, đại khái là nếu các bạn gọi theo theo trước đây các bạn không có chữ e đuôi á, thì các bạn đọc là chữ an can, các bạn cộng thêm chữ an vô. À, thì các bạn hiểu là chữ an này là nhóm chức của nhóm CHO. Hoặc chữ benzaldehyde đi, C6H5CHO. À, benzaldehyde thì các bạn ghi từ axit benzoic ha, các bạn bỏ chữ OX axit đi, các bạn thành thêm chữ aldehyde vô, các bạn thành có chữ benzaldehyde. À, và cái tên gọi của nó là cái gì? À, các bạn coi như CHO là nhóm chính nha, là nhóm aldehyde, là chữ nằm nhóm chính mà có một C. Thì cái C6H5 thì thành nhóm gốc ankin, gốc ankin các bạn là gốc phenin, phenin metana. Do đó mấy cái tên gọi này các bạn hay nghe chữ formaldehyde các bạn hiểu là HCHO, acetaldehyde các bạn nghe chữ A là HZ3CHO, hoặc là benzaldehyde thì bạn hiểu là C6H5CHO. À, thì thông thường các bạn hay nghe cái này là tên gọi thông thường nhiều hơn. Rồi các bạn gọi tên thì sao? Nó y chang vậy, theo giống y chang ankan, các bạn sẽ chọn mạch chính là nhóm là mạch có chứa CHO sao cho số carbon là dài nhất ha, đánh số sao cho vị trí của CHO là số 1 ha. Các bạn không có chữ đầu trái đầu phải nữa mà bạn đặt tại cái nhóm CHO với C mà có nhóm CHO là vị trí số 1 ha, thì tất cả các bạn sẽ gọi theo nhóm thế, các bạn sẽ gọi theo các bạn ghi vào nhóm theo. Các bạn thấy đánh số là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, các bạn có 5 C được chưa? Tại vị trí số 3 các bạn có nhóm thế là metin ha, và metin là nhóm thế thì các bạn sẽ gốc ankin, các bạn sẽ có vị trí của nhóm thế là vị trí số 3, 3 metin ha. 5 C của mình là pentan, thêm chữ an rồi thành metanan ha. Dễ không? Ở ceton thì cũng có tên gọi thông thường. Ceto có tên gọi thông thường, thì tên gọi thông thường các bạn hiểu đơn giản là tên hai gốc ankim mà thêm chữ ceton là xong. À, thì tên gọi tiếng Anh thì người ta gọi chữ keton cũng giống như ceton mà bạn hay nói. Thì cũng y chang vậy, cách đánh số là mạch chính dài nhất chứa nhóm carbonin, đánh số để nhóm chức carbonin có chỉ số nhỏ nhất và gọi tên theo hydrocarbon thay chữ Ne thành chữ nôn. À. Vì các bạn đánh số nếu gọi thông thường các bạn gọi là gốc này, gốc này đi metin ceton, còn tên gọi du của bạn đó là gì đây, bạn đánh số 1 2 3, vị trí số 2 là vị trí ceton của mình thì bạn sẽ đọc là gì đây, propan, propanol. À, hoặc là nếu mà các bạn đọc đánh đúng là nó là vị trí số 2 là propan 2-ol. À, thì tên gọi thông thường các bạn hay gọi là chữ hợp chất aceton. À, hoặc đối với thằng này thì các bạn đánh số ra, đánh số sẽ cho vị trí của C là nhỏ nhất, các bạn đánh số 1 2 3 4 5. 5 C đúng không? Nếu tôi gọi theo tên 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 gọi quốc tế các bạn đi cho dễ đi. Thì các bạn thấy là vị trí này nếu C là vị trí số 2 chưa? Nên nhóm mạch này mạch thẳng không có nhóm thế. Mà chính là mạch 5 C, các bạn sẽ có pentan ha, pentan 2 ol ha.
Nhớ các bạn, tên gọi mới của bạn là số 2, các bạn đứng đằng sau thành chữ pentan, rồi số 2 là chỉ có vị trí của liên kết C thôi. Ồ, à, thế bạn có chữ pentan 2, cạch cái hai cái ồ à, các bạn sẽ là hai pentan 2 ồ. Còn nếu mà các bạn gọi theo tên gọi thông thường, các bạn thấy đây là gốc này, gốc gì đây, gốc này gốc metin, gốc này gốc n propin, thì metin với propin thì chữ m đứng trước, các bạn đọc là metin n propin. À, đây là tên gọi thông thường. Hoặc y chang các bạn thấy cái này, nếu gọi thông thường các bạn thấy thằng này là gốc metin, thằng nhớ cô nhỉ, vòng benzen không là cái gốc của nó là gốc phenin, còn vòng benzen mà có thêm một c thì gốc này gốc benzin. Từ đó đi thi lỡ người ta có hỏi các bạn cho tên gọi là chữ benzin thì bạn hiểu là thằng vòng benzen có thêm một cái thằng c nữa. À, thì cái này các bạn thấy gốc benzin này, gốc này gốc metin. À, benzin đứng đọc trước, các bạn thấy benzin metin đấy là có tên gọi thường. Còn tên gọi quốc tế của nó là gì, các bạn đánh số, đánh số theo cái nhóm ceto, và các bạn sẽ đánh số theo chiều nào. Bạn thấy là nếu bạn theo trái qua 1, 2 thì vị trí số 2 là nhóm ceto, nếu bạn đánh theo chiều phải qua thì các bạn có 1, 2 cũng là vị trí số 2. Và các bạn thấy đây nhà cái này coi như nhóm thế, bạn sẽ ưu tiên nhóm thế là vị trí số 1. À, và vị trí số 1 của mình coi là gốc phenin, phenin propan, propan 2O ha. Thế bạn thử như vậy. À, thế đó tên gọi thông thường và tên gọi quốc tế, các bạn cố gắng cái kiến thức này, kiến thức cơ bản. Tôi vừa dạy vừa vô không à. Bữa nào các bạn đi vô sớm sớm chút nha, đúng giờ xíu. Vừa dạy vừa đẩy qua đẩy lại mệt lắm. Rồi tính nhân vật lý. Thì đối với hợp chất anhydride aceto, nếu bạn này không tạo được liên kết hydro như ancol ha. Thì đó nhiệt độ sôi nhỏ hơn nhiệt độ sôi của nhóm carbonin sẽ nhỏ hơn ancol tương ứng. À, thì các bạn cũng y chang vậy ha. Đối với ancol các bạn cũng y chang vậy, từ 1 tới 3 là các bạn thay tan vô hạn trong nước. Thì đối với thằng này các bạn biết là từ C1 tới C5 các bạn sẽ ra đây. Tan tốt trong nước, tan ở trong nước. Còn cái C gốc, gốc ăn kinh của mình nó càng dài, càng cồng kềnh thì gốc này càng thân dầu, cái đó làm cho hợp chất của mình càng khó tan. Mặc dù cái nhóm C đó là OH là cái nhóm thân cực, à, tức là nhóm phân cực. Đó, đối với thằng C1 tới C5 thì gốc ăn kinh nó nhỏ, như đó nó có thể hòa tan trong nước ha. Ví dụ các bạn biết là formaldehyde tạo được hợp chất formin á, ha, formin là nồng độ tới 40% ha. Rồi phương pháp điều chế, phương pháp điều chế thì các bạn sẽ biết là đầu tiên các bạn sẽ đi từ hợp chất ankin, các bạn cộng nước ha. Thì đối với thằng ankin của mình các bạn thấy là nó có hai liên kết pi ha, thì phản ứng cộng nước đầu tiên sẽ đứt ra một liên kết pi, còn lại liên kết đầu ha sinh ra hợp chất NO, tức là hợp chất vừa của bạn nói đôi là N và vừa có OH ancol là O ha, lại hợp chất NO. Thì các bạn thấy là thằng OH mà tổ chức cô nói rồi, nếu mà OH mà gắn với carbon lai và FP3 đó là ancol, nhưng mà bây giờ các bạn thấy OH gắn với carbon lai và FP2 là cái OH không bền, ngay lập tức chuyển đổi thành anhydride hoặc ceton tương ứng. Đó là lý do tại sao các bạn thấy là thời phổ thông của bạn á, các bạn không hiểu gì hết OH ancol là gì, thì các bạn chỉ biết là ancol mà phải gắn với C mà có liên kết đơn. Còn nếu mà OH mà gắn với liên kết đôi hoặc liên kết ba thì OH của mình nó không bền, ngay lập tức nó chuyển đổi thành nhóm anhydride hoặc ceton. À, thì từ đây các bạn thấy đó. À, đó nhớ OH là phải gắn với carbon này hoặc FP3. Rồi y chang vậy, các bạn thấy một cái ankin khác, có ankin đầu mạch các bạn cộng với nước ha, các bạn sinh ra cũng y chang vậy ha. Gốc NR của mình là gốc đẩy, thì các bạn khi mà có gốc NR nữa thì các bạn sẽ nắm được giữa hai C này đều là lai hoặc FP, đều có độ ôm điện như nhau. Vậy mũi tên đập về phía carbon nào? Thế bạn đặt câu hỏi đó là gì đây? Đối hai thằng C này đều đang thiếu điện tử ha, thằng gốc NR là gốc cho, thì đó cái thằng bên trong cái C này nó bớt thiếu hơn ha. Còn thằng CH của mình không ai cho hết ha, nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì đó mũi tên sẽ đập về phía thằng CH. Đập về mũi tên CH thì CH chỗ này sẽ mang điện tích âm, là sẽ mang điện tích dương. Âm thì H cộng đi vào đây và OH sẽ đi vào bên trong ha, thì bạn thấy có hợp chất NO. Và các bạn mũi che vậy OH nên nối với thằng C còn nối đôi là cái OH không bền, nên là tức chuyển đổi thành ceton tương ứng. Thì bạn hiểu đơn giản là này, tại sao lại chuyển đổi như vậy? Các bạn OH này, trên OH này còn cặp electron nè. Thì bạn có này pi sigma p, này cũng pi sigma p, nó có hệ thống liên hợp. Hệ thống nào thì cái cặp electron của oxy này sẽ đập vào đây.
đập vào đây, lúc đó cái thanh niên kia này sẽ đập về phía thằng CH2. À, nó mang điện tích âm bằng H cộng này đứt ra, H cộng tấn công vào đây và chỗ này hình thành liên kết đồng. Bằng oxy là cặp electron của oxy nó đập vào đây và tại chỗ cái liên kết mà nó đập vô là sẽ hình thành liên kết đồi này. Thành hợp tác C nối O. Và cái thằng liên kết đồi này sẽ đập về phía thằng CH2, tại đây là cái hệ thống liên hợp của nó. Như vậy nó sẽ tồn tại dạng anhydride. Còn đối với này các bạn cũng có pi sigma p, tức là trên oxy của mình còn cặp electron tự do ha. Thì các bạn có hệ thống liên hợp, các bạn cặp anh này sẽ đẩy vào cái liên kết này. Và chỗ này hình thành liên kết đầu, được chưa? Và cái liên kết này sẽ đập phía ra ngoài ha. Đập ra ngoài theo tạo ra một cái hệ thống liên hợp. Như vậy cái H cộng nó sẽ tách ra đẩy vào đây ha. Này O, thằng này CH trừ, thằng này H cộng tách ra, các bạn sẽ an toàn hợp chất C tộc. Rồi tiếp theo nữa, học bài tuần trước ăn côn ha, côn nhắc đi nhắc lại, các khi các bạn học các bạn thấy logic vấn đề là tính chất học của thằng này là cái gì, là phần điều chế của thằng kia ha, ghi trang vậy. Đây là tính chất học của ăn côn, là ăn côn của mình có tính khử. Thằng CU này sẽ khử nó đi, tạo ra nhóm anhydride y chang vậy. Đây là ăn côn bậc hai ha, thì cái thằng bậc hai của mình sẽ chuyển thành ceton, dù tác nhân mạnh hay yếu gì là ceton. Còn nếu các bạn nhớ khi mà các bạn đi thi, người ta sẽ cho các bạn là những câu hỏi mà liên quan tới oxy hóa rượu bậc 1, thì nhớ cô rượu bậc 1 đó tác nhân oxy hóa yếu như là CU hoặc là COO hoặc là PCC á, là tác nhân oxy hóa yếu. Ancol của mình chỉ dừng lại là anhydride. Còn nếu gặp tác nhân mạnh như KMnO4 hoặc là K2CL2O7 là những chất tác nhân oxy hóa mạnh ha. Đó thằng ancol của mình nó chuyển thành anhydride, sau đó anhydride tiếp tục chuyển về axit tương ứng ha. Đó bạn nhớ như vậy thì người ta hay hỏi các bạn. Rồi y chang vậy, tuần trước học phần anken đúng chưa? Anken thì các bạn cũng y chang vậy, các bạn ozone giải. Ozone giải của anken thì các bạn xin lại anhydride hoặc ceton tương ứng. Thì cái phần anken của bạn dạy các bạn rồi. Ozone giải của mình cũng là phản ứng đứt mạch. Tác nhân của nó yếu hơn so với KMnO4. Nó cũng là phản ứng đứt mạch tại đây. Và các bạn chỉ cần quan tâm tại cái C mà đứt á, cái C nào còn H thì tạo ra anhydride, C nào không còn H trở thành hợp chất ceton. Thì nếu mà trong trường hợp này các bạn thấy này, đứt tại đây thì chỗ này một một đầu bên ngoài mạch bên ngoài có một C, các bạn thành axit HCl. Còn đối với cái thằng bên trong của mình á, các bạn đếm cho cô 1 C này, 2 C này, 3 C, 4 C, 5 C, 6 C. Thì lúc đó các bạn có một nhóm thế 6C thì các bạn cũng làm sao đó cái anh ấy của mình có 6C nha. Nhớ đứt tại đây thì các bạn coi như cái đỉnh này là 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C. Các bạn đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 cả nhóm xét ô 6. Vậy nó các bạn làm một cái anh để hít. Vì các bạn biết là tại sao đã anh hít. Thì cô nói rồi, nếu thằng C nào còn H sinh là anh để hít, thằng nào không còn H sinh là ceto. Thì trong trường hợp đấy các bạn có này, thằng này là CH nối đôi CH2 bên ngoài ha. Thì thằng mạnh bên ngoài các mình còn hydro thì lại anhydride tương ứng là 1C là HCO. Còn đối với thằng này các bạn thấy này, nó mới có ba gạch thôi, vậy là thiếu một hydro, vậy là cái C nối đôi bên trong các bạn cũng còn H, các bạn sinh ra hợp chất anhydride nha. Thì đối với thi có thể người ta cho các bạn, đối với thằng ăn ozone giải á, đi thi có thể người ta cho các bạn từ ăn ken các bạn hiểu là sản phẩm là cái gì, hoặc một dạng bài tập khác đó là cho các bạn sản phẩm là anhydride hoặc ceton, người ta hỏi ngược các bạn là hợp chất anken ban đầu là gì, các bạn phải trả lời được. Do đó cô cũng nói luôn, bởi vì lỡ trong đề đề thi chắc chắn người ta sẽ cho ra các bạn, vì người ta cho các bạn lý cho người ta các bạn sản phẩm thằng này, người ta hỏi các bạn chất anken ban đầu là gì, thì bạn chỉ cần nhớ cô lấy cái đầu của thằng CHO nối với thằng đầu của CHO, hoặc cái đầu của CHO nếu mà có là hợp chất ceton bạn nối với đầu của ceton, các bạn là cái chất anken ban đầu. Tại cái đầu nối CHO với CHO này các bạn hình thành những kết đồng nha. Đó các bạn có thể là từ đây các bạn đọc này. Đó. Rồi các bạn có CH nối đôi CH2 nha. Nó rất là dễ, các bạn hiểu rất là dễ. Thì người ta cho các bạn dù không còn biết là nó có bao nhiêu nhóm thế, mạch nhánh như nào, cô không còn biết, cô nhìn lấy cái đầu anhydride hoặc ceton, cô nối đầu với cái đầu anhydride ceton. Và tại chỗ đó sinh thành những cái đồi tạo ra hợp chất anken ban đầu nha. Rồi đi từ dẫn xuất carboxylic acid ha, thì các bạn biết đây là dẫn xuất của acid này ha. Là hợp chất NRCOCl, các bạn sẽ cộng với hydro với tác nhân là PdBaSO4 ha, tạo ra anhydride và HCl. Đi thi các bạn đã có hỏi liệu nếu mà có hydro mà có niken thôi không có chữ PD, giống như bạn phản ứng mà anken cộng với hydro thì tác động của niken thì các bạn sẽ làm sao nên cái pi bị đứt hết, cộng hết vào nên cái pi. Còn nếu mà các bạn có ăn kim mà cộng hydro, nếu chất xúc tác của mình là niken thì ba nhân cái pi bị đứt hết để sinh ra cái sản phẩm cuối cùng hợp chất nào, đó là ăn càng. Còn nếu mà các bạn có ăn kim mà các bạn cộng hydro dưới sự khống chế của PD
kim loại PD á, thì lúc đó sau đây chỉ đứt một liên kết pi thôi, sẽ còn để lại một liên kết pi ha. Thì các bạn sẽ sinh ra được hợp chất ankin, anken á. Thì trong trường hợp này các bạn cũng y chang vậy, nếu đúng ra trong trường hợp này nó sinh ra anhydride, và nếu trường hợp mà không có khống chế của PD thằng hydro lại tiếp tục là sau đây khử cộng với thằng anhydride để bạn sinh ra hợp chất ankun tương ứng. À, thì đó, nếu đi thi mà chỉ có hydro mà có niken thì thằng này oxy hóa tiếp tục ra sản phẩm cuối cùng là ancol. Còn nếu mà có chữ hydro mà có tác động của kim loại PD, tức là cái kim loại này khống chế không cho nó cộng thêm nữa, thì nó sẽ dừng lại là anhydride. Nhà cái đó có thể đi thi phương trình này rất là dễ, người ta hỏi các bạn. Hoặc là hợp chất này, hợp chất muối của canxi, các bạn nhiệt phân muối của canxi nha, muối canxi của axit đó, các bạn thấy được hợp chất ceton tương ứng cộng với CaCO3. Đó, các bạn về nhà bạn coi nha. Đó, cái phần này, cái phản ứng đầu tiên người ta dễ ra các bạn ạ. Và tiếp theo nữa là đi là hợp chất, đi hợp chất aren thì các bạn sẽ làm ra phản ứng acin hóa. Nào, phản ứng acin hóa là phản ứng cung cấp cái nhóm RC nối đôi O. Người ta gọi là phản ứng acin hóa. À, thì đây các bạn thấy cung cấp này nó. Cái phản ứng này các bạn thấy là đây, dưới tác dụng của acid nucleic thì lúc đó thằng C nối O này sẽ gắn trực tiếp vào vòng thơ. À, các bạn thu hợp chất ceton. Đó, đây là tác nhân acin hóa nha. Đó, các bạn cứ nhớ phản ứng acin hóa là phản ứng thay thế một cái gì đó thay bằng một cái gốc RC nối đôi O nối trùng. À, cái gốc này của người ta gọi phản ứng acin hóa. Còn cái nhóm này nhóm acetin ha, thì các bạn cũng biết là phản ứng acetin hóa này đó. Đó, phản ứng này cũng y chang phản ứng acin hóa đó, thay một hydro bằng một cái nhóm CnO và gốc C6H5 ha. Đây thì đúng không? Rồi, thì giáo học của nó ha, thì cô nhắc đi nhắc lại phần cơ chế chắc chắn là sẽ hỏi các bạn. À, trong phần cơ chế trong đề của cô sẽ có một cái phản ứng cộng ái nhân, một cái phản ứng cộng ái điện tử, một cái là cộng gốc tự do. À, cộng cũng vậy, thế cũng vậy. À, thì các bạn phải nhớ cho cô không yêu cầu các bạn nào biết được cái cơ chế mình đi thi, chỉ cần yêu cầu các bạn nhận diện được phản ứng này là phản ứng xảy ra theo cơ chế nào thôi. À, còn nếu mà các bạn đi sâu vào cơ chế thì rất là khó. À, còn chỉ yêu cầu các bạn dừng lại đó là gì, cho một phản ứng người ta hỏi các bạn cơ chế phản ứng này là xảy ra như thế nào, thì đó phần cơ chế của đã nhận dạy cho các bạn cách nhận diện đâu là phản ứng cộng, đâu là phản ứng tách, đâu là phản ứng thế. À, thì các bạn thấy này, phản ứng mà của C nối O tức là hợp chất điện tử nối đôi mà ra hợp chất đơn. À, thì các bạn thấy là phản ứng cộng, trong cộng của mình sẽ có An cộng Ae hoặc cộng Ar. À, thì nhận diện đó là gì đây, nếu có chữ ánh sáng peroxide thì phản ứng cộng là phản ứng cộng gốc tự do. Còn nếu mà trong nối đôi C nối đôi C thì đặc trưng của nó là phản ứng cộng Ae ha. Còn nếu C nối đôi O thì đặc trưng của nó là phản ứng cộng An là cộng nucleophil, hay còn gọi là phản ứng ái nhân. Cái đó đi thi người ta cho các bạn ái điện tử, ái nhân hoặc là thân hạch, thân ái thân điện tử các bạn cũng phải hiểu nó là một nha. Cái đó cộng N, các bạn hiểu chữ N là nucleophil nha. Nucleophil các bạn mày nghe là chữ phim này, ái là yêu, là thích bị hạt nhân của mình thích bị đích dương á nha. Cái đó thì tác nhân thằng này sẽ là tác nhân điện, thằng âm điện tấn công vô trước đó. Cái đó trung tâm của phản ứng C nối O thì cơ chế của nó sẽ là cơ chế cộng nucleophil hay gọi là cộng ái nhân. Đó, các bạn thấy chúng ta nói khả năng phản ứng, khả năng phản ứng thì thằng ái nhân thằng nào dễ tấn công vô, khả năng phản ứng thì bạn thấy này, đối gốc R, cái này gốc 2R ha, thì bạn thấy thằng này là H, H là không đậy không đúc ha, H là gọi là coi như là một cái chuỗi để các bạn so sánh đó. Này có một nhóm đậy, này có hai nhóm đậy. À, thì một nhóm H này không nhóm đậy thì các bạn thấy này, thằng điện tích dương của thằng C này là lớn nhất, điện tích dương này là nhỏ hơn, và điện dương sigma 3 này sau này nhỏ nhất ha. Các bạn thấy là sigma 1 cộng thì lớn hơn thằng sigma 2 cộng, lớn hơn sigma 3 cộng. Đó, trung tâm phản ứng thì của thằng H axit hoặc mix sẽ mạnh hơn ha. Gốc đẩy sẽ làm giảm cái điện tích dương ha. Đây là cũng đang là bản chất là thằng oxy đốt điện tử, thằng C này đang thiếu điện tử nhưng thằng R cho là bớt thiếu hơn, thằng này tới hai thằng cho là bớt thiếu hơn nữa. Thì đó, trong ba thằng này thiếu nhiều nhất, thì đó tác nhân phản ứng sẽ là mạnh nhất, khả năng phản ứng nó sẽ dễ dàng ra nhất ha. Rồi, đó phản ứng cộng cơ ma nhê, tức là cơ kim á ha. Thì đây là một cái phản ứng mà người ta chắc chắn trong đề thi sẽ có, tức là người ta sẽ hỏi các bạn là cho này phản ứng cộng phần ma này sinh năng khu vực mấy, cộng như các bạn biết sản phẩm.
Vậy sản phẩm như nào? Cô sẽ chỉ cho bạn cách các bạn làm. Đó. Thì thằng CH3 cô nói rồi, trong hợp chất cơ magie thì magie của mình mang hai điện tích hai dương kết hợp với một brom trừ, và thằng gốc ankin của mình là gốc âm, được chưa? Gốc này gốc âm thì lúc đó các bạn sẽ có gì đây, thằng âm này sẽ tấn công vào C mà điện tích dương. Tấn công vô thì lúc đó sao đây? Sau khi phản ứng xảy ra hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất tạo ra một cái hợp chất này, sau đó thủy phân các bạn ra cồn tương ứng, thì các bạn thấy CH3 sẽ tấn công vào đây nha. Thì các bạn thấy này, gốc này ban đầu là gốc có 2C rồi, bây giờ thêm một C nữa tức là các bạn sẽ ra cồn bậc 3 đó. Nếu mà gốc cơ magie phản ứng với hợp chất ceton các bạn thu được ankin bậc 3 nha. Đó, bây giờ các bạn thấy này, đó các bạn chỉ cần nhớ thằng C này mang điện tích dương tấn công vào thằng CH2, cái thằng C mà gắn với magie ấy nha. Thì bạn sẽ thấy là thằng này CH2, CH2, thằng này là CH2 này, CH3 viết là y chang, các bạn chỉ quan tâm với thằng C mà gắn với magie với gắn với thằng hợp chất carbonin thôi. Bạn thấy thằng CH2 này sẽ gắn vào đây và có CH2OH, thằng O này trở thành OH. Và như vậy các bạn thấy sẽ ăn cùng bậc 1 nha. Đó, ăn cùng bậc 1 các bạn sẽ gặp hai trường hợp đúng không? Phản ứng cộng cơ kim là phản ứng với phong ban anhydride là một, phản ứng với cộng vòng oxidan đó, ha. Oxidan là thằng O mà CH2, CH2 cái vòng 3 ha. Đó, đi thi có thể người ta hỏi các bạn, có hỏi các bạn là ancol xin ancol mực mấy, hoặc cho bạn phương trình này người ta hỏi sản phẩm gồm là những thằng nào sau này, người ta sẽ bốn sản phẩm các bạn chọn được sản phẩm này đúng nha. Và cách đi thi người ta hỏi các bạn y chang vậy, các bạn cũng y chang, các bạn thấy không? Đó, các bạn chỉ quan tâm thằng C nó thôi này, thôi kết hợp với thằng CH2 đây à, thằng C mà gắn với magie. Các bạn thấy là bình thường chỗ này có một C, thằng này C của mình có 2C ha. Vậy lúc đó thằng C này sẽ gắn với C này và thằng C này gắn với thằng C này. Các bạn sẽ có thằng C mà nối với oxy, các bạn gắn với 2C là ancol bậc 2. Chưa? Vậy là trong trường hợp mà cơ magie cộng với một cái anhydride trừ thằng phọc magie sinh ra ancol bậc 2. Còn đối với thằng phọc magie có phản ứng với cơ kim các bạn sinh ra ancol bậc 1. À, thì đó phọc magie là ngoại lệ. Còn nếu các bạn phản ứng với ceton thì các bạn cũng y chang có nói rồi đó. Các bạn chỉ quan tâm thằng C này sẽ gắn vào thằng CH2 thôi. À, và bạn sẽ có ra đây. Các bạn tự đọc được thằng C này ban đầu nó có gắn 2C rồi, nó gắn thêm một thằng C nữa là 3C, các bạn thua ăn cùng 3. À, đó về nhà cố gắng các bạn viết ha. Không một con đường nào khác, học hóa hữu cơ là các bạn phải viết ra giấy. À, thì đó bạn nào đã học cô các bạn sẽ biết là cô đi dạy phần hữu cơ cô viết bạn rất là nhiều. À, còn do cái phần học online thì các bạn cố gắng các bạn tập trung. À, y chang bạn thấy là thằng C này có một C. À, C này sẽ gắn trực tiếp vào cái thằng carbon mà gắn với magie, giờ gắn vô các bạn thấy là thằng CO này mai sau nó trở thành nhóm OH đó, thằng C này gắn với lại hai có 2C đó, đang cùng bậc 2. Rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ giáo học của nó là cái gì? Phản ứng với acetinid anion, cái nào cái thằng anion của thằng ankin á ha, là các bạn đi từ thằng này nó có hydro linh động sẽ phản ứng với natri kim loại hoặc là NaH ha, linh động các bạn sẽ ra được cái sản phẩm này ha. Còn sau sản phẩm này các bạn biết là na na cộng thì gốc ankin này trở thành mang điện tích âm ha, lúc đó thằng âm này sẽ tấn công vào thằng C nối đôi O ha, các bạn sẽ có ONa và các bạn thủy phân tiếp tục, các bạn sẽ được ankin tương ứng nha. Thế đó bản thân có thể các bạn không nhớ nó nhưng mà các bạn nhìn vào một cái cơ thể, một cái phản ứng các bạn sẽ hiểu được sản phẩm, các bạn sẽ đọc được sản phẩm, các bạn hiểu trung tâm phản ứng là cái gì đó. Thì học phần ăn hợp chất CrO các bạn sẽ nhớ trung tâm phản ứng là CrO, O mang điện tích âm và C mang điện tích dương đó, chỉ cần các bạn chỉ phân biệt được âm dương, các bạn sẽ kết hợp với âm dương bên này à, dương thì kết hợp với âm, âm kết hợp với dương sao à. Tiếp theo là phản ứng với nước cũng y chang vậy ha. Phản ứng với nước các bạn hiểu là trên oxy của mình có cặp electron tự do. À, chỗ này mang điện tích âm thì thằng C này mang điện tích dương thì thằng oxy này sẽ tấn công vào đây à, tấn công vào đây thằng oxy của mình đây mang điện tích âm rồi nó cũng bứt ra một H cộng tấn công vô, các bạn sẽ có hợp chất dion gem dion à, tức là hai OH cùng trên một C, người ta gọi là gem dion. Còn đến cái phần sau các bạn hay nghe chữ gem halogen hoặc là vic halogen à, vic là VIC à, thì các bạn hiểu là vic là hai thằng C bên cạnh gắn với hai halogen, hoặc nếu người ta hỏi là vic dion dion thì các bạn hiểu là gì đây, 2C bên cạnh gắn với lại hai nhóm OH. Còn ngay chữ gem dion thì các bạn hiểu trên một C cùng gắn hai nhóm OH à. Rồi y chang vậy, các bạn thấy đây, đây là
phọc acetan này hít này, các bạn thấy này, oxy cũng tấn công con này ha. Thằng này các bạn thấy là HOH ha, một cái H cộng bứt ra tấn công oxy, một cái O trừ của mình là O trừ thì tấn công thằng C mà lại tích dương. Đó. Thì xem bạn phòng man này cũng vậy ha. Phản ứng với ancol hô cũng như chang vậy ha, thì các bạn cũng hiểu trung tâm phản ứng là C với O, thằng O mang điện tích âm, thằng C mang điện tích dương, thì lúc đó thằng oxy trên ancol của mình còn cặp electron tự do sẽ tấn công vào đây ha, tấn công vào đây thì các bạn sẽ có ONR ha, và cái nhóm oxy của mình sẽ thành nhóm OH cộng bứt ra bắn vào đây, được chưa? Và sau đó các phản ứng này tự động tách nước ha, cho nên các bạn thấy hợp chất này hemi aceta. Hemi là còn một N1 nhóm OH nên là một nửa đó, còn aceta là sản phẩm này. Thì bạn tách ra một phân tử nước nha. Là các bạn tiếp tục phản ứng lần này, tiếp tục phản ứng một phân tử ancol nữa ha. Đó các bạn sẽ làm ra sinh ra thằng thằng NR lại thay thế thằng H ha. Và họ sẽ phản ứng tách nước chưa? Y chang vậy ha, các bạn có thể tự động sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là sinh hemi aceta, các bạn có một nhóm phân tử ancol các bạn đi vào ha. Còn nếu hợp mà các bạn sinh ra phản cuối cùng là aceta thì các bạn sẽ lấy là hai phản ứng với hai phân tử ancol, các bạn sẽ có OCH5 OCH. Rồi phản ứng tạo ra aceta thì các bạn làm gì? Mục tiêu của thằng này là các bạn bảo vệ cái nhóm chất CHO. À, để khi các bạn tham gia phản ứng các bạn sẽ phản ứng với hợp chất DO này, các bạn sẽ tạo ra cái một cái thằng acetan đó, thằng acetan này các bạn sẽ bảo vệ trong quá trình nó phản ứng. Và sau đó bạn muốn trở lại cái nhóm anhydride, tức là bạn bảo vệ nhóm anhydride, bạn cho phản ứng với hợp chất mà có glycol đó ha. Nhớ glycol là gì đi, thiếu này người ta hỏi các bạn glycol là gì nha. Glycol là hợp chất mà có hai nhóm OH nha. Hai nhóm OH liền kề đó là OH glyco ha. Từ đó thì có một câu mà cô ra đề hôm nay đi là từ KMN4 phản ứng với ăn kem mà loãng á, là cho sản phẩm là gì? Một cái là axit, một cái là anhydride, một cái là mono ăn có một cái là glyco, thì bạn hiểu là glyco là hợp chất của hai OH liên kề thì đó hàng ngày sẽ bảo vệ cái nhóm chất này ha, đã là hợp chất acetan á. Rồi sau đó các bạn muốn trở về cuối cùng các bạn sẽ làm gì đây? Các bạn thủy phân đó là sao? Tại sao vậy, bạn thấy này, nếu trường hợp mà các bạn không dùng cái này mà các bạn dùng NaCl/H4 thì cái nhóm CHO này cũng bị khử, thằng CNO acetone cũng bị khử để sinh ra hợp chất cetone, hợp chất ancol. Và như vậy lúc đó các bạn sẽ không còn giữ lại bản chất là nhóm CHO nữa mà các bạn sẽ có thằng là CH2OH là nhóm OH. Nhưng mà cái sản phẩm tôi muốn là gì, còn một nhóm CHO và chỉ có tham gia một vị trí này phản ứng khử này thôi. Tôi muốn bảo vệ thằng này để cuối cùng sản phẩm của tôi còn lại cái nhóm CHO, thì tôi sẽ bảo vệ nó bằng cách cho phản ứng hợp chất glyco. Đó, nhớ nha, đi thi vậy cái phần NTN H4 người ta rất là hay hỏi các bạn nha, cái phần mà phản ứng hóa học của điều chế ancol nữa nha. Các bạn sẽ lưu ý cho cô trường hợp là NTN H4 chính là gì nha. Rồi tiếp theo nữa là phản ứng cộng ha, đây là phản ứng cộng. Cộng thì sẽ các bạn cũng y chang vậy, bạn chỉ cần nhớ cô trung tâm phản ứng của C nối với O đó là oxy mang điện tích âm và C mang điện tích dương, các bạn cộng với HCN ha, thì bạn hiểu là H là H cộng, CN là trừ, thằng trừ sẽ đi vào cả bộ carbon ba chiên cái này, thằng H cộng sẽ đi vào phía oxy, bạn có sản phẩm ha. Sau đó bạn thủy phân thằng nhóm methyl này ha. Cyano chứ thằng cái gốc là cyano, các bạn thủy phân là sinh ra acid thành đơn. À, thằng cyano cũng là dẫn xuất của acid nè. Còn y chang vậy, các bạn không có y chang vậy, bạn thấy nè ha. Thằng C này mang điện tích dương, thằng CN là tấn công cho thằng O, thằng OH nè. Rồi tiếp theo nữa phản ứng với hợp chất cũng y chang vậy, bạn thấy hợp chất của amin. Hợp chất của amin các bạn cũng nhớ cho cô là trên nitơ của mình còn cặp electron tự do, chúng ta là giàu điện tử mang điện tích âm. Nó sẽ tấn công vào thằng C mang điện tích dương à, lúc đó thằng H cộng sẽ bứt ra tấn công vào oxy có nhóm OH, được chưa? Và trong nitơ là sẽ gắn trực tiếp vào thằng C, nó mất đi một H, nó còn một cái nhóm NH này, và gốc NH này các bạn sẽ biết là còn hydro, hydro linh động,
và chỗ này còn nhóm OH nữa thì lúc đó tự động chỗ này tách một phân tử nước để sinh hợp chất. Và cái phản ứng này bạn học hóa cơ, bạn thấy đây là nhận biết cái phản ứng được nhận biết ra nhóm carbonin nói chung. Đi chen vậy các bạn cũng quan tâm. Đối với thằng anhydride và phản ứng với NH2OH thì bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao nitơ của mình cũng có một cặp electron tự do, oxy của mình cũng còn cặp electron tự do. Vậy trung tâm phản ứng với thằng CNRO này là thằng nitơ, thằng oxy. Thì tuần trước cái bài mà cô đã so sánh các bạn rồi. Nitơ cũng có một cặp electron tự do, oxy cũng có cặp electron tự do. Nhưng mà độ âm điện của oxy lớn hơn, cái đó khả năng thằng oxy giữ cái cặp electron về phía nó mạnh hơn. Đó khả năng cho cái thằng CRO làm sao đây nhỏ, bởi vì tôi cũng có một cặp E, thằng này có cặp E nhưng bản thân thằng này giữ của rất là giỏi, đó khả năng cho rất là khó. Thì đó thằng oxy độ âm điện lớn hơn, thì đó cặp electron tự do làm sao đây nó sẽ bị rút về phía thằng oxy, và như vậy khả năng cho so với nitơ là sẽ kém hơn, thì đó trung tâm phản ứng sẽ là của thằng nitơ. Nitơ độ âm điện nhỏ hơn, thì đó khả năng rút cái cặp electron này về phía dành riêng cho nó làm sao đây yếu, đó cái cặp electron này sẽ mật độ E sẽ lớn hơn, sẽ tấn công vào thằng C. Đó, các bạn thấy là nó trung tâm của mình là nitơ, như thằng oxy vẫn còn giữ nguyên chưa, và các bạn sẽ thu được hợp chất là CH. CH các bạn chỉ cần nhớ, các bạn học quen các bạn thấy này, CH nối đôi nitơ, CH bỏ oxy đi, CH nối đôi nitơ, thằng này cứ chen vậy, CH bỏ oxy đi nối đôi thằng nitơ mình, sau khi tham gia hai giai đoạn là sẽ mất hai hydro, các bạn sẽ còn CH nối đôi N. Y chang các bạn thấy này. C này bỏ đi, C nối đôi nitơ NH2. Trong hai cái nhóm NH2 này vai trò giống nhau, phản ứng chỗ nào cũng được ha, không có sự cạnh tranh. Là các bạn hay nghe hình tên hợp chất hydrazone đó, ha. Rồi phản ứng cộng với hợp chất sodium bisulfite nè, thì cô sẽ thấy cũng y chang vậy. Trung tâm phản ứng bây giờ sẽ là thằng lumen, bởi vì các bạn viết được cái công thức cấu tạo của NHSO3 ra. Thì bạn hiểu là H2SO4 là một cái axit có hai hydro thì sẽ có hai nhóm OH. Thì vậy natri bisulfat, bisulfit của mình, các bạn thấy làm sao đây, nó còn một hydro sẽ còn một nhóm OH, và lưu huỳnh sẽ là trung tâm, nguyên tố trung tâm, nguyên tố trung tâm sẽ kết hợp với oxy, kết hợp với oxy. Thì các bạn thấy đó, lưu huỳnh nó đôi với oxy này, lưu huỳnh OH thế này, và cái thằng lưu huỳnh là OH. Mà natri bỏ, có natri bisulfit thì các bạn thấy natri bỏ được H đi ra, thằng na cộng đi vào, bạn sẽ có sản phẩm trung tâm phản ứng này mình là lưu huỳnh. Thì lưu huỳnh của mình còn cộng electron tự do trên O vitamin P, nó sẽ tấn công vào đây, bạn sẽ có SO3. Có một số bạn đang có hỏi vậy sẽ kết hợp với trung tâm nguyên tử nào, thì các bạn chỉ cần viết được công thức hoặc công thức cấu tạo của H2SO4 ra, thì các bạn sẽ hiểu là công thức hóa học của quên công thức của H2SO3 ra, các bạn sẽ hiểu viết được công thức cấu tạo của một cái muối là natri là NaHSO3. Thì bạn cứ nhớ cô đó, có bao nhiêu H trong phần axit vô cơ của mình, có bao nhiêu H thì có bấy nhiêu nhóm OH. Đối với axit H2SO3 các bạn sẽ có 2 OH, thì các bạn sẽ có 2 OH, 2 OH. Thì đó sẽ không tạo muối bỏ H đi thay vào natri, cái S này sẽ nối đôi với oxy. Thì lúc đó trên lưu huỳnh của mình còn cặp electron tự do, trên O vitamin P sẽ tấn công vào đây. Y chang vậy cộng với HCl. HCl cái này các bạn, cái này các bạn đọc tham khảo thôi. Các bạn chỉ cần hiểu nhờ dừng đến sản phẩm này thôi. Thì cô cho các bạn hai này phản ứng, cái gọi bạn biết sản phẩm nào sản phẩm đúng, các bạn biết được nha. Thì các bạn nhìn vào đây này. Đầu tiên là sẽ sinh là O, O Na, bởi vì các bạn biết là thằng này oxy mang lại tích âm, thì Na của mình là Na cộng để tấn công vào đây. Các bạn thấy có gốc SO3 sẽ đi vào đây. Các bạn thấy đây là một cái muối có tính 3, một cái này một tính ấy axit. Cho nó tự động phản ứng với nhau để sinh ra cái OH và cái muối nha. Các bạn thấy này, đây là một cái OH của axit yếu ha. Thằng này cái này gọi là axit mạnh này. Đó axit mạnh để axit yếu trong phần muối. Nên vậy các bạn thấy là đẩy thằng natri ra và H cộng đi vào đây OH axit yếu hơn. Rồi tiếp theo nữa sau phản ứng anion hóa. Phản ứng này cũng rất là quan trọng để bạn hiểu. Phản ứng anion hóa này các bạn giải thích cái hiệu ứng sinh hợp. Rồi trong phản ứng anion hóa thì các bạn thường phản ứng trong môi trường kiềm, có thể phản ứng trong môi trường axit. Thông thường các bạn sẽ phản ứng trong môi trường kiềm, đó là phản ứng anion hóa. Thì cái này để giải thích cái H alpha, tức là hiệu ứng sinh hợp đó.
Cái thằng CH3 các bạn thấy là C nối đôi O ở đây. Thì cái thằng C là gốc ankin có hydro gây ứng siêu liên hợp H. À, thằng bạn thấy CH này, CH. Thằng gốc ankin mà có CH này là nằm bên cạnh cái C nối O. C nối đôi. Các bạn thấy là gây ứng siêu liên hợp. Siêu liên hợp lúc đó nó ra đây làm cho cái H cộng của mình dễ phân lập. Nè, các bạn thì giải thích cơ chế thằng này. Mặc dù các biết là đối với trong liên hợp này H cộng không thể tách độc lập ra được, mà các bạn chỉ để giải thích cơ chế thôi. Thế là đầu tiên các bạn sẽ thấy là đây, trung tâm phản ứng các bạn thấy có hai thằng carbonin, xem một thằng carbonin là trung tâm phản ứng dương, một thằng carbonin còn lại như là trung tâm phản ứng âm. Là để thằng âm sẽ cần kết hợp với thằng dương. Thì cô giả sử trường hợp thứ nhất, thằng này cô kết hợp là Z3C nối đôi OH, thì trung tâm phản ứng của mình chính là C nối đôi O, tức là O mang đến dương âm, thằng C mang đến dương. Thì trong trường hợp này các bạn sẽ tìm một cái thằng âm, âm này xảy ra như nào thì cô nói rồi. Với nhóm Z3 này gắn với cái thằng C nối đôi, thì thằng CH3 là cái hiệu liên hợp, thằng này sẽ tách ra được H cộng. Cái H cộng thì lúc đó các bạn thấy là này kết hợp với OH trừ sinh ra nước, thằng này sẽ là thành CH2 trừ. CH2 trừ đây sẽ là ra đây sẽ kết hợp với thằng C dương ở đây. À, các bạn thấy là CH2 sẽ kết hợp với thằng CLO. Cái thằng H đó sau đó nó sẽ kết hợp với oxy để ra cái nhóm OH. À, và các bạn thấy là trong hợp chất này các bạn thấy này, thằng hydro cái này linh động, thằng này có nhóm OH, đó thằng này tự động tách ra một phân tử nước và chỗ này hình thành những kết đôi. Bạn đã có CH3CH nối đôi CH CHO. Rồi thì các bạn hiểu cơ chế thì ra rõ này. Đầu tiên giai đoạn thứ nhất tạo ra cạc ba ni ông, tức là tạo ra một cái ion âm. Thì cô nói rồi, đối với thằng CH ở đây có thằng CH3 gây hiệu ứng siêu hợp, các bạn thấy đó, gốc ankin, những cái sigma với những cái pi đó trong gốc ankin của mình đó. À, thì các bạn thấy là thằng H này dễ dàng bị tách ra, tách ra là thằng mang điện tích dương, dương sẽ tấn công một tay, các bạn sẽ là nước, thằng này sẽ mang điện tích âm, cạc ba ni ông. Rồi cạc ba ni ông này nó nói là trung tâm phản ứng của các bạn thì còn một thằng carbonin khác, thế là trung tâm phản ứng là thằng carbo ba chỉ ông. Này cạc ba ni ông là carbo ba chỉ ông, thằng này mang điện tích dương, thằng C này mang điện tích dương, thằng C này mang điện tích âm, âm nó sẽ tấn công vào đây. À, tấn công vào đây các bạn sẽ có được sản phẩm là OH trừ. À, giai đoạn ba giai đoạn là tái tạo OH trừ, các bạn cloro trong đấy. À, cộng với nước thì nước nó chạy lại H cộng ban đầu, thằng H cộng đi ra, bây giờ H cộng chạy lại là OH. Các bạn cũng luôn nhớ cô còn OH ở đây, thằng CH chỗ này còn hydro linh động. Các bạn hiểu là thằng C này gắn bên cạnh thằng CHO cũng gây ứng siêu hợp, đó các bạn có H alpha và H linh động. À, còn H chỗ này thì còn tách được phân tử nước, đó các bạn thấy phân tử nước liền sinh ra hợp chất ankene đó. Các bạn thấy là thằng H này sẽ tách ra cùng hydro carbon bên phải là hydro linh động, đó là hiệu ứng siêu hợp với thằng CHO, được chưa? Thì này tách ra chúng ta hình thành những kết đôi, à, hình thành những kết đôi và hệ thống liên hợp pi sigma pi. Rồi phản ứng ăn luôn phản tiếp theo CH3, bây giờ nếu cô có hai phân tử acetone thì cô có ăn luôn hóa được hay không? Thì các bạn cũng đặt tình huống như hết, một phân tử acetone là trung tâm phản ứng là mang điện tích dương carbon và chỉ ông, và một thằng carbonin còn lại các bạn sẽ em sau đây dưới tác động của OH trừ sẽ tạo ra cạc ba ni ông. À, thì các bạn hiểu cơ chế này như thế nào? Thằng này cô lấy một thằng nha, một thằng này đây, thằng này thứ hai nữa là sau đây thằng OH trừ này, thằng phân tử thứ hai thằng OH trừ này sẽ lấy một thằng H cộng alpha ở đây, thằng H alpha ở đây thì là CH2 trừ, CH2 trừ này sẽ tấn công vào đâu? CH2 trừ này sẽ tấn công vào cái phân tử khác của hợp chất ceton, và ở đây các bạn có CH3 C ở đây nha. Đầu tiên sẽ là thằng trên này vẫn còn nhóm OH nè, do cái sản phẩm cuối cùng là cô nói để các bạn hiểu. CH3 các bạn thấy CH3 đây có hai nhóm CH3 viết lại thôi. À, thằng C này kết hợp với oxy, thằng này đây thằng OH này. À, OH sẽ kết hợp với thằng CH2 của phân tử thứ hai, CH2 đây, chưa? Rồi thằng này thằng C phân tử mà lạnh đa các bạn cả ba nhau á, nó còn nguyên giữ nguyên cái nhóm carbonin. À, thì sau đó các bạn thấy là chỗ này là có thằng OH, thằng C này là hydro có H alpha linh động, các bạn còn hydro, à, các bạn còn CH2 mà, à, còn hydro linh động, thằng OH này sẽ kết hợp với H của thằng C bên phải đó để thành ra một phân tử nước, à, đó gọi là hợp chất nối đôi, à, đó. Nếu đi thi người ta cho không cho các bạn là nhiệt độ, các bạn ghi cái sản phẩm một. Và nếu người ta cho các bạn nhiệt độ, các bạn hiểu là tách ra một phân tử nước rồi, các bạn ghi sản phẩm cuối cùng, nha. Đó đi thi á. Nếu trường hợp mà người ta chỉ ghi không ghi nhiệt độ, các bạn sẽ nhớ cái câu sản phẩm cuối cùng là thằng này. Nè. Còn nếu mà người ta có nhiệt độ là tiếp tục tách một phân tử nước,
Đó, vì tranh hợp đánh bại tách trong phân tử nó sinh ra sản phẩm cuối cùng. Là nhớ cô sau khi bạn đánh đơn hóa à, thì cái phân tử mà tạo ra cạc bao nhiêu âm, cái nào dựa vào H alpha lên động á, thằng H cộng rút ra thì thằng C thằng đó mang lại tích âm á, thì sẽ có một thằng carbonyl cả carbonin á mất cái nhóm CrO à, sẽ còn giữ lại một cái nhóm CrO của một thằng, trong hai thằng sẽ một thằng còn giữ lại cái nhóm chức carbonin à. Đó về nhà bạn tự viết ra à, khi cô làm quen rồi cô sẽ đọc rất là nhanh. Bây giờ thường các bạn thấy này, trong hai phân tử này à, đều hai này đều là carbonin, vậy thằng nào sẽ đóng vai trò là trung tâm dương, thằng nào đóng vai trò là trung tâm âm, thì các bạn thấy là đối với thằng này các bạn thấy không còn H alpha, cái đó chỉ là thằng C dương thôi. Còn đối với thằng này các bạn ở vị trí còn hydro tức là còn gốc alkyl hydro alpha của cái nhóm C nối đôi á, các bạn thấy là thằng này còn hydro. Sau khi tách phân tử nước đó, CH thằng này mất oxy đi, nối đôi thằng nào C, thằng C này sẽ nối với thằng CH3 gắn với thằng CHO. Đó các bạn thấy này, cái thằng cạc ba như ông này tức là có thằng mà bị tách bứt ra H alpha nó còn giữ nguyên cái nhóm CHO à. Các bạn nhìn nhớ cho cô quan tâm cái thằng C mà bên cạnh là nhóm CHO á, là cái thằng có hydro alpha đó, các bạn chỉ quan tâm thằng C này thôi. C này sẽ tấn công vào cạc carbonin ở đây à, và lúc đó không gặp ông lên cái này tách phân tử nước thằng oxy này mất giá trị rồi, bạn bỏ oxy đi, bạn còn CH nối đôi với thằng C à, thằng C này cuối cùng sản phẩm cuối cùng nó mất đi hai đâu, giai đoạn đầu tiên mất đi một H, giai đoạn thứ hai tách nước mất đi một phân tử H nữa đó, bạn thấy là CH nối đôi C, C này sẽ gắn với CH3, C này gắn với CH0, bạn có sản phẩm cuối cùng đó. Khi bạn hiểu rồi các bạn làm bài rất là dễ nha, thấy thế nào tưởng nó là vô. Rồi y chang bạn thấy nè, đó y chang bạn cô thấy nè, đối với thằng này ha, benzan đấy các bạn không còn H alpha của thằng CHO C nữa rồi á, thì thằng này sẽ đóng vai trò là cạc bô cation tức là trung tâm là dương. Còn đối với thằng này các bạn thấy này, cái thằng C bên cạnh thằng C nối O còn hydro alpha, thằng này sẽ đóng vai trò là cạc ba ni ông bứt ra một H cộng, thằng này sẽ đóng vai trò là âm. Thì các bạn sẽ có sản phẩm cuối cùng các bạn là gì đây, CH nối đôi, CH nối đôi thằng này à, đây, thằng CH này nối đôi với thằng 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 cạnh này à, và thằng này còn giữ nguyên bản chất là carbonin à. Còn giai đoạn đầu tiên ở nhiệt độ là 25 độ C, nhiệt độ thấp mà thời gian ngắn á 4 giờ, thì các bạn thấy này, thằng C này gắn OH, thằng CH này sẽ gắn với thằng C ở đây à, các bạn vẽ lại cấu trúc bình thường. Sau thời gian các bạn để thời gian càng dài, mặc dù nhiệt độ vẫn là 25 độ C nhưng con để thời gian dài nó sẽ tự động tách ra một phân tử nước. Thì các bạn hiểu đơn giản thằng này đây, thằng OH ở đây mà thằng H bên cạnh còn H alpha này, các bạn thấy thằng này vẫn còn H alpha là H linh động, là cái thằng cạc ankin á mà còn H là gốc ankin mà bên cạnh thằng C lai hóa Fe2 tức là có liên kết bội á, thằng này sẽ đóng vai trò hiệu ứng siêu hợp, thằng này còn H là H linh động à, lúc đó các bạn hỏi OH thằng này còn H sẽ tự động tách trong phân tử nước ở đây à, tạo ra ăn nối đôi ở đây được chưa. Rồi phản ứng này các bạn tự xem, rồi phản ứng oxy hóa, phản ứng oxy hóa thì các bạn sẽ làm gì, đơn giản thôi, anhydride để tiếp tục bị oxy hóa sinh axit tương ứng là, thật ra là các bạn hiểu là anhydride của mình có tính khử, còn thằng này có tính oxy hóa thì thằng này thể tính khử sinh ra bị khử tạo thành axit à, thằng này cũng y chang vậy ha. Đây là thuốc thử Tollens, bạn là đi học đi thực hành ở đó, Tollens phản ứng chén gương á ha, thì các bạn sẽ thấy là thằng này có nhóm CH là tính khử, thằng này các bạn biết là AG mình là AG cộng ha, số oxy hóa cao nhất đó, thằng này thể hiện tính oxy hóa, các bạn sẽ bị oxy hóa tạo thành axit này. Rồi
Đối với lại mình hay bữa nãy nói tới anhydride, bây giờ mình nó liên hợp với ceto, thì ceton tính chất của nó cũng tương tự anhydride, chỉ khác là thằng này không có tính khử, thằng anhydride có tính khử thôi. À, còn về phản ứng là phản ứng cộng nuclenophil, nên là phản ứng trung tâm, phản ứng là trung tâm dương gì đó, phản ứng anôn hóa là tương tự như anhydride, chỉ có duy nhất là nó không có phản ứng tính khử, cho nó không phản ứng được với KMnO4, hay không phản ứng với K2CL27, không phản ứng với thuốc thử trắng bạc đâu. À. Rồi ceton chỉ bị oxy hóa bởi tác nhân oxy hóa mạnh các mạch tạo carbon carboxylic acid. Nè, tức là các bạn hiểu đơn giản là cái gì đây? Nếu gặp tác nhân oxy hóa yếu như là cái gì đây, như là thằng AgNO32 lần OH trừ á, tức là phản ứng với thuốc từ toluen á, phản ứng trắng bạc á, do thằng đó tính oxy hóa yếu, do đó nó sẽ chỉ phản ứng với anhydride thôi. Còn nếu người mà các bạn gặp một tác nhân oxy hóa mạnh như cam mà nó muốn đậm đặc hoặc K2CL27 trong môi trường axit á, là tác nhân oxy hóa rất là mạnh, thì nếu mà gặp ceton thì nó sẽ là phản ứng đứt mạch xung quanh cái C nối đôi O này. À, có thể cách bên phải của nối đôi, có thể là cắt bên trái của cái thằng C nối O. À, thì nếu cô cắt bên phải thì cô sẽ có một cái axit là 3C, một cái axit này là 2C, sản phẩm cuối cùng của bạn là axit. À, nếu mà cắt bên trái thì bạn sẽ sinh ra một cái axit 2C, một cái axit là 3C. Cắt bên phải thì cũng tương tự 3C và 2C, do đó trường hợp này các bạn sẽ được hai axit nha. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn có sau khi cắt mà các bạn thu được ba axit hoặc là bốn axit gì đó, các bạn biết hết rồi. Còn trường hợp này vô tình là nếu có cắt bên trái thì cái mạch này 2C sinh ra một cái axit 2C, cái mạch bên phải có 3C sẽ sinh ra axit 3C. Còn nếu vô tình mà có các bên phải, trong hợp này là vô tình bên phải các bên phải bên trái đều sinh ra hai cái axit giống nhau, cô chỉ biết hai thôi. Còn nếu mà đi thi á, các bạn viết tất cả sản phẩm có thể ra, các bạn giả sử các bạn các bên trái các bạn ghi những sản phẩm tương ứng, các bên phải các bạn ghi các sản phẩm axit tương ứng nha. Thì đó, các bên này các bạn có một mạch 3C, mạch 2C, tất cả sản phẩm cuối cùng là axit. Rồi riêng hợp chất metin ceton có phản ứng halofor ha, cái này đi học thực hành các bạn biết rồi đây, nhận nhận phản ứng để nhận biết là cái nhóm metin ceton là CH3C nối O. À, đây là phản ứng tạo sinh ra hợp chất cuối cùng là iodofor. À, thì các sản phẩm cuối cùng các bạn sẽ là phải hiểu là iốt sẽ gắn vào đây. À, iốt là sẽ thay thế 3 hydro tạo thành Ci3. Bạn thấy này, đối với C này oxy rút điện tử sẽ làm cho liên kết này đã dễ đứt rồi. Bây giờ thêm một C này có ba thằng iốt đu vô nữa, iốt độ điện lớn hơn so với carbon, nó đu rất là nhiều làm cho liên kết này dễ đứt, tạo ra thằng iốt đu phò. Đây là có thằng cái tuồng một vài. Rồi phản ứng oxy hóa rồi. Rồi phản ứng khử ha, cũng y chang vậy, phần mà điều chế ancol các bạn đã nói rất là rõ rồi. Đối với hydro các bạn nhớ nha, nếu mà một cái hợp chất C anhydride hoặc ceton, các bạn sẽ có ba tác nhân khử để sinh ra ancol tương ứng, đó là hydro nike hoặc BTLH4 hoặc là natri bo H4. Nếu mà là chỉ là anhydride ceton nói chung thì sẽ có ba tác nhân khử để sinh ra ancol tương ứng, đó là hydro, BTLH4, natri bo H4. Còn nếu mà các bạn đi thi các bạn gặp mà thằng ST người ta sinh ra một cái ancol này, các bạn thấy ST này. Nếu mà thằng các bạn ban đầu có thằng ceto này, vừa có ceto vừa có ST, thì trường hợp là sao? Nếu mà các bạn gặp tác nhân NitroLH4 thì tổ chức cô đã nói rồi, NitroLH4 vừa khử được anhydride ceton, khử được cả C nối O của axit và este. Còn riêng thằng natri bo H4 thì nó tác nhân yếu, nó giống giống thằng hydro phong, chỉ khử được C nối đôi O của anhydride ceton phong, không khử được nhóm este hoặc axit. Còn nếu các bạn gặp tác nhân NitroLH4, nó khử được cả nối đôi của nhóm anhydride, nó khử được cả thằng CO của nhóm este axit tương ứng. Và riêng nhớ cho NitroLH4 là H4 và natri bo H4 không khử được nối đôi C nối đôi C. Còn nếu các bạn gặp hydro, hydro khử được cả anhydride ceton, hydro khử được cả cái liên kết C nối đôi C. Đó là thi tùy vào phản ứng mà các bạn biết tác cái phản ứng này gì.
đi thi phần này người ta rất là hay hỏi các bạn, hỏi tác nhân phản ứng nào phù hợp, các bạn phải trả lời được nha. Đó, bây giờ đi thi cô cho các bạn là cô đã chống thằng này, cô bỏ xóa số 1, số 2 đi. À, trong trường hợp mà có cử được C đôi O của nhóm OH sinh ra một cái ancol mà thằng C đôi C vẫn còn giữ nguyên, người ta hỏi tác nhân nào có thể, thứ nhất methyl NH4 được. À, methyl NH4 của mình làm sao đây, khử được nối đôi C đôi O mà không khử được C đôi C. Natribol H4 được không? Natribol hydro được không? Được. Natribol này cũng khử được C nối đôi O nhưng mà không khử được C nối đôi C. Thế đó, nếu đi thi người ta hỏi các bạn, người ta xóa số 1 số 2 người ta hỏi cho biết tác nhân của phản ứng này là gì? Methyl NH4 được, natribol H4 được. À, còn nếu đi thi người ta cho các bạn xóa thằng phản ứng số 3, xóa thằng 1, xóa thằng 2 đi. Người ta cho các bạn sản phẩm này. Ha, à, thì bạn thấy hydro các bạn cũng được. Hoặc là natribol H4 cũng được. Còn nếu đi thi người ta cho các bạn chỗ này CO thành CH5, các bạn chuyển thành nhóm CH2 CH2OH thì là ancol tương ứng, thằng C là ancol tương ứng này nha. À, thì các bạn biết là thằng này, thằng nitrien H4 khử được cả ST, khử được cả thằng anhydro để sinh ra ancol tương ứng. À, còn đi thi nếu người mà người ta xóa số 1 số 2 này đi, mà người ta sản phẩm cuối cùng các bạn mất cả liên kết đôi, mất cả liên kết C đối O, thì người ta hỏi tác nhân nào phù hợp thì bạn nhớ là tác nhân hydro, hydro khử được cả C đối O, hydro khử được cả C đối C. Nó tùy vào cái nào đi thi, cô nói trước là phần này người ta rất là hay hỏi các bạn. À, các bạn lưu ý về nhà là mình làm cho nó đúng. Rồi xong phần anhít ceto học nổi nữa không, hay học hết phần axit hay để tuần sau em thứ sáu làm. Hello. Học xong phần này ổn chưa, hay thứ sáu học? Vậy thứ sáu nha, thứ sáu cô sẽ dạy phần axit và phần amin. Thì hai phần này nó cũng nhẹ, phần anhít nó hơi nặng chút xíu, các bạn hiểu cơ chế. Để cô chút xíu cô cho mấy câu bạn làm. Sao học tiếp à? Bây giờ cô muốn làm bài tập không? Làm bài tập thì cô chụp hình trong sách rồi cô đẩy lên Zalo rồi cô lấy về. Muốn làm bài tập mà phần này không? Làm nha, ok.
bài mấy chục mà. Rồi. Như cô cho bạn là cô 8 nha, cô 8 là của An Ken. Thì coi như các bạn cũng là một cái này các bạn ôn lại. Thì nghe cho các bạn câu này đi. Rồi các bạn là sản phẩm cuối cùng là sản phẩm gì? Các câu hỏi sản phẩm trung gian này ha. Thì nhớ cô đó là An Ken của các bạn á. À, là các bạn phản ứng oxy hóa của An Ken thì mình sẽ có ba tác nhân. Tác nhân thứ nhất là cam monobon loãng, cam monobon đậm đặc. Thứ ba là oxy ozone đó. Nhớ cô loãng thì bạn nhớ cô là chỉ đứt những cái pi, và cái liên kết do cái thằng loãng này tính axit tính oxy hóa của nó yếu, nó chỉ đủ để phản ứng đứt thành liên kết pi thôi, liên kết sigma nó còn giữ nguyên. Thì liên kết pi xích đứt ra thì sẽ thêm hai cái nhóm OH vô. Đấy, sản phẩm các bạn là sản phẩm glycol hoặc phản ứng dion đó ha. Dion đó nha. Đây thì phản ứng này cũng nghĩa là hay là hỏi các bạn này nha. Rồi tiếp theo trong công chính, người ta yêu các bạn là cho phản ứng dưới đây x và y lần lượt lấy gì? Cho một các bạn một cái hợp chất ceton ban đầu và sản phẩm của các bạn là hợp chất ancol nha. Thì nhớ cô là phản ứng cộng với hợp chất cơ magie. Vậy cơ magie nào sẽ thỏa mãn điều kiện? Các bạn thấy trong tất cả chỗ này đều là cơ magie hết, quan trọng các bạn sẽ lựa cơ magie nào. À, thì các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là gì đây, hợp chất cơ magie là cái gốc ankin của hợp chất cơ magie, nó sẽ tấn công trực tiếp vào đây. À, nó tấn công vào đây các bạn thấy đây. Bên này là một mảnh, là một mảnh, một là một C, mảnh này mảnh 2C, mảnh này 1C, mảnh này 2C. Vậy cái mảnh này sẽ được thêm vô. Vậy chỗ này sẽ là hợp chất cơ magie này. À, thằng này sẽ là cơ magie, các bạn là C6H5MgBr. À. Thì x của bạn, người ta hỏi các bạn x. À, thằng ban đầu của bạn là gì? Là thằng C6H5MgBr nha. Đó, các bạn chỉ cần phân tích là đó. Đối thằng này các bạn thấy này. Thằng O này sẽ là đối đôi đúng không? Thằng cơ bao nhiêu của mình sẽ tấn công vào đây. À, tấn công vào đây các bạn thấy này, ban đầu của nó có một mảnh là CH3, một mảnh là CH5. À, các bạn thấy sản phẩm các bạn nằm như này có CH3 có CH5, thiếu là C6H5. Và là C6H5 của mình sẽ là hợp chất cơ bao nhiêu, các bạn sẽ có C6H5MgBr trong môi trường axit. À, đó. Đáp án của mình có thể là B, có thể là C. Thì các bạn thấy là trong môi trường axit nha. Y chang bạn cho các bạn hợp chất cơ magie và cho các bạn hợp chất formaldehyde. Người ta hỏi các bạn vậy ancol nào tương ứng thỏa mãn trường hợp này, và cơ hội nói là các bạn chỉ cần quan tâm thằng C đối ô của nhóm anhydride ceton, là C này sẽ gắn trực tiếp vào cái thằng C mà gắn với magie. À, thì các bạn thấy thằng này các bạn sẽ chỉ ra là thằng CH2OH nè, chỉ ra là CH2OH là đáp án đúng, mình đã ăn bè được chưa? Đó, bạn chỉ cần quan tâm mấy thằng C nối ô, cô không biết nó có bao nhiêu gốc của nó, bao nhiêu có CH5 kệ nó, C3H3 CH3 kệ nó. Bạn chỉ còn quan tâm thằng C này, thằng C nối ô của hợp chất anhydride ceton đó, bạn gắn trực tiếp vào thằng C gắn với magie. Đó, các bạn gắn vào đây. Đó là thằng CH2OH đó. À, các bạn thấy đây này. Đó.
Gắn thằng CH2 nối đôi vào đây, gắn trực tiếp vào đây. Sản phẩm của mình là bán A này nha. Tức là thằng an cô của mình có thêm một C nha. Thằng này là CH2OH này, CH2OH này. Đó, đúng của mình là bán B nha. Đó, cái kiểu các bạn được tập như vậy đó. Rồi, ví dụ câu số câu số 13 đi ha, cho các bạn những bài tập đơn giản thôi. Câu số 13 này cũng y chang vậy, cô nói là đây là hợp chất carbonin và đây là hợp chất amin. Các bạn chỉ cần quan tâm cho cô trung tâm phản ứng chỗ này là C nối đôi O, thì bạn sẽ quan tâm cho cô là C là C dương, thì quan tâm là thằng âm nhiều để bạn phản ứng. Trong hai thằng nitơ này các bạn thấy này, thằng này NH2 cũng có cặp electron tự do, thằng NH cũng có cặp electron tự do. Nhưng mà các bạn lưu cho cô đó là gì, thằng nitơ hoặc thằng oxy mà gắn trực tiếp vô vòng thơm mà xung quanh nó chỉ có liên kết đơn sẽ gây hiệu ứng liên hợp dương C, tức là pi sigma P. Các bạn thấy này, đối với thằng nitơ bên trong các bạn thấy pi sigma P, à, tức là trên nitơ hoặc trên oxy hoặc trên lưu huỳnh, mà thông thường các bạn hay gặp là nitơ hoặc oxy gắn trực tiếp vào vòng thơm, thì trên đây còn cặp electron tự do là sẽ gây hiệu ứng liên hợp vào vòng thơm. À, như vậy đối với thằng NH có cặp electron tự do gây liên hợp vào vòng thơm, thằng NH2 cặp electron này không bị tham gia cái gì hết, đó cặp electron của thằng NH2 còn giữ nguyên, đó mật độ electron của thằng NH2 là mạnh lớn hơn, do đó cặp của thằng NH, NH này nó bị chia một phần vào vòng thơm rồi nha. P sigma P thằng này sẽ đẩy vào vòng thơm, mất đi một phần electron. Đó, thằng NH2 này mật độ electron sẽ lớn hơn, sẽ tấn công vào thằng C mang điện tích dương. À, tấn công vào C mang điện tích dương. Nhưng mà các bạn nhớ là sản phẩm cuối cùng, sản phẩm cuối cùng là các bạn nào không nào? Các bạn có thằng này là CH, à, thằng này CH bỏ oxy đi nối đôi với thằng nitơ, là nối đôi với N và cái gốc này viết lại bình thường. À, các bạn thấy sản phẩm là làm bằng đúng. Sản phẩm là câu C của mình đúng. Đó, khi bạn hiểu vấn đề được, các bạn làm bài tập rất là dễ nha. Các bạn chỉ cần xác định cho cô nitơ nào gắn, trong hai cái nitơ này đều có một cặp electron do, vậy nitơ nào có cặp electron của nó được bảo toàn, được mật độ electron của nó lớn thì nó sẽ là trung tâm phản ứng với thằng C nối O. À, đó các bạn chỉ cần viết thằng này đó. Thằng này các bạn hiểu là CH được chưa? Sau khi tham gia cuối cùng tách nước cuối cùng, các bạn thằng oxy bỏ luôn, thằng C này sẽ nối đôi với thằng nitơ. Thằng nitơ này có hai hydro sẽ mất hết hai H luôn. À, rồi các bạn có CH này nối đôi N gắn với thằng này bình thường. Rồi đáp án của mình là C. Rồi vì thi câu 15 thì người ta hỏi bạn đơn giản thôi, trong này là hợp chất anh này, thì các bạn thấy này, thằng C này xung quanh nó chỉ có ba gạch, tức là còn hydro, tức là các bạn hiểu cái nhóm này CHO, gặp thằng này hợp chất tráng bạc ha, sản phẩm cuối cùng sinh ra axit, axit của mình axit là 1C2C, axit acetic tương ứng ha. Rồi câu số này thì các bạn ứng này không bỏ những bạn. Rồi tiếp theo nữa, câu số này thì chỉ cho các bạn dừng lại là x thôi, không yêu cầu bạn hỏi tới sản phẩm y, cái này bỏ đi. Và câu số 19 thì có thể người ta hỏi các bạn CaC2, các bạn nghe chữ đất đèn ha, đất đèn, các bạn cho vào nước nó sẽ bị phóng thích ra acetylen là CH2. À, CH2 là các bạn hiểu là CH nối 3CH. CH nối 3CH cộng với nước hoặc thủy ngân, thì cô nói rồi, đối với alkin của mình cộng một phân tử nước. Một phân tử nước sẽ sinh ra aldehyde là acetaldehyde tương ứng. À, các bạn hiểu là CH2 nối đôi CHOH, các bạn hiểu là CH nối 3 CH cộng một phân tử nước, các bạn có sẽ có một H cộng đi vào, một OH cộng đi vào nữa, có CH2 nối đôi CHOH. Và các bạn biết rồi, thằng này là anhydride, là OH của mình hợp chất enon á, à, mở phần enon ra, OH mà gắn trực tiếp vào C nối có liên kết bột là OH không bền, hay là tức chuyển đổi thành anhydride ceton tương ứng nha. Thì nó các bạn có này 2C cộng nước, các bạn sẽ có CH3CHO, à, acetaldehyde. Đó đi thi có thể hỏi các bạn đơn giản vậy thôi.
Đi câu số 22 đi các bạn mới học ha. Thì đây là phản ứng ạ, tạo ra sản phẩm acetan thôi. Đúng không? Acetan tức là sản phẩm cuối cùng các bạn sẽ là đây. Có hai cái nhóm C2H5 gắn vào cái nhóm C này, 1C2C3C4C. C2C3C4C và thằng CNO này sẽ gắn hai phân tử thằng C2H5 nhập O nhập A. Và sản phẩm của bạn là thằng C. Đó các bạn vừa nãy cái phần mà hợp chất acetan đó. Đầu tiên sẽ cộng vào một phân tử, các bạn hiểu là trên ăn cô của mình, trên oxy của mình còn cặp electron, thì sẽ tấn công vào thằng C này. À, tạo ra một thằng OH với thằng cộng với lại thằng OC2H5. À, và thằng OH này nó sau đây này lại phản ứng với một phân tử ancol nữa để sinh ra một cái ete thứ hai. Đó, nha. Đi thi cần hỏi các bạn. Cho các bạn là hợp chất là aldehyde và sản phẩm của mình các bạn có là thằng này HCN nào này. Đó. Đó. CH nối đôi O và sản phẩm cuối cùng là liên kết đôi trở thành liên kết đơn, thì các bạn phản ứng cộng. Quan trọng cộng thằng nào có gốc CN thì trong phần ứng các bạn sẽ có cộng NaCN có cộng HCN. Và trong phần ứng các bạn thấy oxy của mình có H thì các bạn hiểu là cộng với HCN. À. Thì cô chỉ cho các bạn một cái phản ứng đơn giản thôi, cho X này đi thôi. À. Thì lúc đó HCN và nữa các bạn thủy phân này. Bây giờ thi cho bạn câu 25 này ha. Câu này là câu rất là dễ, người ta hỏi các bạn thi. Các bạn thấy trong đây các bạn thấy là gặp nitien LH4 a à, là sẽ phản ứng khử khử C nối đôi O. Thằng nitien LH4 khử được anhydride ceton, khử được C nối đôi O của axit, khử được C nối đôi O của ester luôn. Vậy gặp nitien LH4 các bạn xác định cho cô này. Thằng này là anhydride, thằng này ceton khử được. Thằng này là ester, các bạn thấy O gạch nữa các bạn hiểu là CH3 nha. Nhớ đi thi người ta cho các bạn cấu trúc kiểu này, xương cá các bạn phải nắm được. Gạch một cái gạch này người ta không biết cái gì hết, các bạn hiểu là CH3 nha. Thì các bạn thấy là đây là phản ứng COO CH3, đây là ester, đây là ceton. Thằng này khử được anhydride ceton, khử được axit, khử được ester nhưng mà không khử được C nối đôi C. Đó sản phẩm cuối cùng các bạn phải còn nối đôi, thằng nào không còn nối đôi dẹp không quan tâm. À, một trong hai thằng này vậy là thằng nào. À, vậy các bạn thấy này, thằng này khử được, thằng này cũng khử được, với sản phẩm cuối cùng các bạn sẽ có hai nhóm OH. Là đáp án đúng và đáp án D nha. Y chang vậy, các bạn thấy gặp sản phẩm này vậy thì chắc chắn những cái câu này người ta không cho phần này cũng cho phần khác, không cho hợp chất cơ bao nhiêu cũng là hợp chất hoặc anhydride nha, hoặc là phần ancol điều trị ancol, chắc chắn được những cái phản ứng này chắc chắn thì sẽ có ha. Rồi nhớ này các bạn thấy này, set 3 set 2 đó, các bạn thấy này, đây là hợp chất cơ mà nhì cô nói đâu, các bạn chỉ quan tâm đến thằng C và gắn với nitơ, gắn với kim loại là mang điện tích âm rồi tấn công vào thằng C nối đôi O chỗ này chưa, các bạn sẽ có set 3 set 2, thằng này sẽ là như vậy, hoặc là các bạn đọc ngược đọc xuôi đi, set 3 CH chưa, rồi CH này sẽ kết hợp với ai, CH2 set 3 và thằng O này C này còn oxy nữa, bạn gắn với lại OH. Đó các bạn sẽ thấy là 1C2C cộng với 2C này là 4C. Và chỗ này các bạn thấy là ancol bực máy đây, bực vị trí số 2, ancol 2 ohm. Đó. Bạn này mạch thẳng này các bạn thấy là CH2 gắn vào đây. Được chưa? Bạn có CH3 CH OH CH2 CH3. Đó, các bạn thấy tập viết các bạn tự viết ra nha. Đó các bạn thấy đó. Khi bạn làm các bạn làm nhận vấn đề dễ đó. CH3 tại C này gắn với thằng C là H2 này, các bạn có CH3 CH CH này gắn với oxy, CH này gắn với CH2, CH3. Đó có sẽ có là bạn đọc vô bạn thấy 1C, 2C là vị trí số 2 có OH là 2 O. À. Đó vậy người ta cho các bạn này, trường hợp mà cyclo pentanol phản ứng với ethylene glycol phản ứng mà bảo vệ nhóm chức đó, xúc tác là axit thì các bạn sẽ có bảo vệ của nó ha, cyclo pentanol các bạn viết ra. Chỗ này là thằng 5C được chưa? Thằng này coi như là C nối O ha, C nối O các bạn gắn với glycol, các bạn sẽ gắn với thằng này. Đó, sản phẩm của bạn sẽ có này. Rồi câu tiếp theo. Thì thằng này cũng y chang vậy ha. Cứ nào mà có nhóm anhydride ceton mà có thằng glycol này các bạn hiểu là bảo vệ cái nhóm chức của nó. Sau đó các bạn sẽ oxy hóa bằng cam NaCl trong môi trường kịp. Thì thằng này sẽ chuyển thành nhóm gì? Axit tương ứng ha. Oxy hóa ancol bậc 1 tạo ra axit. Sau đó thủy phân cho môi trường axit thì cái nhóm này này. À, cái nhóm mà bảo vệ nhóm trước của nó là chuyển thành nhóm anhydride ban đầu.
là sản phẩm cuối cùng các bạn sẽ lấy gì? Chỗ này thì vẫn còn giữ nguyên, thằng này sẽ trở thành nhóm axit, các bạn thấy đây CHO COOH. À, thì đó đáp án đúng đúng là đáp án C. Thì câu số 29, người ta hỏi các bạn phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế butan hai on. Tức là các bạn đây là ăn cung bậc 2. Thì trong những hai cái trường hợp mà các bạn từ cơ magie tạo ra ăn cung bậc 1 đó là hợp chất gì? Phản ứng với formaldehyde. Trường hợp thứ hai là phản ứng với thằng nhóm vòng oxidan tạo ra ăn cung bậc 1. Còn lại những trường hợp khác các bạn phản ứng với hợp chất anhydride với lại cơ magie các bạn sẽ sinh ra ăn cung bậc 2. Vậy trường hợp nào vi phạm mà là formaldehyde hoặc là vòng oxidan các bạn sẽ làm thế này. Bạn sẽ làm từng phản ứng ra nha. Trường hợp đấy bạn làm lại suy thôi. Trường hợp nhất các bạn thấy này, anhydride phản ứng cái này sẽ ăn cung bậc 2, ok ha. Thằng CH này, còn lại oxy, thằng CH này sẽ gắn với CH3 ăn cung bậc 2, ok. Câu này có A đúng. Người ta hỏi không dùng thì chọn đáp án sai. Y chang vậy, thằng này các bạn thấy này, một C 2 C, thằng C này sẽ gắn với oxy này. Đó, thằng OH này, C này gắn với thằng CH2 CH3. Thằng này cũng sẽ ăn cung bậc 2 nha. Các bạn thấy hệ 1C, 2C và OH này. Đó. Trường hợp tiếp C của mình tiếp theo. À, thằng này các bạn thấy 1C, 2C, 3C, 4C. Thằng này natri bo H4 các bạn sẽ khử hợp chất ceto tạo ra ăn côn. Các bạn cũng đã sẵn sàng đúng ha. Cái này các bạn thấy OH. Và trường hợp các bạn thấy là hợp chất ceto. À, đây là hợp chất ceto mà tạo ra hợp chất phản ứng với cơm magie sẽ ăn cung bậc 3. Mà butan 2 on của mình là ăn côn bậc 2 thôi. Từ đó thằng này các bạn sẽ ra câu D của mình là không đúng. Câu D của mình các bạn thấy là thằng C này, thằng C nơi O này, C này sẽ gắn với oxy, C này gắn với thằng CH3. Và các bạn C tại cái C gắn với oxy các bạn thấy có một nhánh, hai nhánh và ba nhánh gắn thêm. À, các bạn chưa ăn câu bậc 3. À, từ đó các bạn thấy là đáp án D là đáp án sai nha. Rồi câu số 30. Câu số 30 là phản ứng andol hóa. Andol hóa là một thằng tham gia là carbon cation magnetic dương, một thằng sẽ phản ứng VH alpha để tạo ra carbon ba nhiều magnetic âm. Vậy trong hai thằng carbonin này, vậy thằng carbonin nào còn H alpha, thằng đó đóng vai trò là carbon ba nhiều ông. Thằng C, thằng nhóm CHO này không còn H alpha cho nên đóng vai trò hợp chất trung tâm là điện tích dương. Đó, thằng C này sẽ tấn công vào thằng C, các bạn thấy thằng CH3 CHO. Thì đối với thằng các ban nhiêu ông này các bạn hiểu nó là gì đây, gốc ankin mà bên cạnh thằng C liên kết bộ ấy, còn H trong đó H linh động tạo ra dễ dàng bị cô lập, bị tách ra thành H cộng, và cái thằng C của mình là CH2 trừ. Là các bạn thấy con đọc này CH, nếu mà sản phẩm cuối cùng có tên độ CH nối đôi C. À, nối đôi C, thằng này CH3 này mất đi 2 hero, CH nối đôi CH CHO. Các bạn thấy này, sản phẩm không còn OH thằng nào còn OH lần lại, bỏ hàng lại đi. Và đáp án đúng của mình là gì đây? Chỉ còn một cái thằng carbonin thôi, thằng này còn hai carbonin là sai nha. Đó, các bạn hiểu này, thằng CH CH nối đôi CH ở đây, và CH này gắn với nhóm CHO. Đó. Rồi, ceton là hợp chất axit. Ceton là hợp chất axit. Thì vừa nãy cô nói rồi, nếu ceton sẽ phản ứng với lại tác nhân oxy hóa mạnh, rất là mạnh á, nó sẽ bị đứt xung quanh cái liên kết CO này, đứt ra tạo ra axit. Đó, các bạn chỉ có thể đứt được tại đây thôi. Không thể đứt đây được, đứt đây đâu có sinh axit được đâu. Đó, các bạn chỉ có chỗ này thôi. Đây, các bạn sẽ sinh ra 1C. Nha, một C là axit HCOH có thể tiếp tục bị oxy hóa sinh ra CO2 là sản phẩm cuối cùng. Nha, có thể cái sản phẩm của chỗ này còn là CO2 nữa, và các bạn thấy chỗ này còn một C là nhóm axit. Đó. Và như vậy cái sản phẩm của bạn chất tác nhân phản ứng của bạn là sẽ là tác nhân oxy hóa mạnh là K2C2O7 trong môi trường axit. Thằng này K1O4 trong môi trường kiềm thì thằng này yếu hơn thằng này. Nha. Rồi tác nhân là thằng nào? Câu này bỏ đi, câu này đúng đáp án của mình là C là hỗn hóng. Rồi đáp án này cũng vậy ha. Câu số 33, từ hợp chất carbonin hợp chất cơ magie, các bạn cần nhớ cho cô tại cái C và nối đôi O này các bạn còn H là thành, các bạn đọc này CH
Thằng C này gắn với oxy, đó là ancol. CH này gắn với lại OH. CH này gắn với thằng bồng này luôn. Các bạn xem là sản phẩm của bạn là gì? Đó. O và thằng OH này sẽ gắn thằng này. Đấy, các bạn thấy này. Đó, thằng C này là CH này. CH này gắn với oxy. CH này lại gắn với vòng thơm. Và như vậy cái giữa hai cái vòng này các bạn còn một cái C. C này sẽ gắn với oxy. Đó, các bạn thấy gắn với OH này là. Đây là bạn đúng của mình là bạn B. Rồi y chang vậy, y thi người ta hỏi các bạn cái câu này, câu nói là rất là dễ hỏi các bạn. Gặp nitri NH4 luôn luôn nhớ trong đầu, khử được cả anhydride, khử được cả axit, khử được cả este, nhưng không khử được C nối đôi C, do đó sản phẩm cuối cùng các bạn phải còn nối đôi nha. Do đó trong trường hợp này vô tình chỉ có một câu duy nhất, đó là bạn B thôi nha. Và cái chỗ này các bạn sẽ chuyển thành nhóm OH nha. Rồi câu số 35, câu số 35 số năm cái này là cộng 2 lần HCl, thì tôi bỏ này đi. Câu số 36, câu số 36, cô nói rồi, cái câu 34, 36 là chắc chắn xuông để có nha. Như các bạn thấy này, đó este, các bạn gặp natri bo H4, các bạn hiểu là natri bo H4 không khử được axit, không khử được este, nó chỉ khử được anhydride thôi, mà không khử được C nối đôi C nữa. Thì đó các bạn gặp trường hợp này, các bạn chỉ biết là khử tại đây thôi, khử tại đây các bạn sẽ là ancol tương ứng, còn nhóm axit phải vẫn phải giữ, este vẫn phải giữ nguyên đó, este vẫn phải giữ nguyên. Và đáp án đúng của mình là đáp án C nha. Câu này cũng dễ thôi ha, cái vòng này vòng bảo vệ nhóm trước anhydride, nó sau khi khử ra sinh ra, các bạn thấy chỗ này có hai oxy này, cái này là C đối với oxy đối với O ha, nó sinh ra chất ban đầu là chất glycol này. Video thi người ta cho các bạn đây chỗ này, cho hai cái anken, người ta hỏi sản phẩm cuối cùng là cái gì đó, phản ứng ozon giải, phản ứng KMNO4 là KMNO4 độc đặc, chắc chắn trong đề thi có ha. Và nhớ từng cái mà cô nói những cái gì quan trọng phần nào, các bạn nhớ, mình nhớ bạn coi lại còn biết được ha. Ví dụ như phần này các bạn thấy nào, cộng với ozon giải này, đó là liên kết C nối đôi C bị nước ra, tại cái C đôi C này bị nước ra, chỗ nào có liên kết đôi bị nước ra, nước ra thì nhớ cho cô, đối với thằng ozon giải sản phẩm của mình chỉ là có thể là anhydride hoặc ceton thôi, bởi vì là tác oxy hóa yếu, nó chỉ dừng lại là anhydride hoặc ceton. Nhớ cho cô, thằng C nối đôi nào còn H thằng đó còn là anhydride, thằng C nào không còn H sinh ra hợp chất ceton. Còn đối với thằng KMNO4 đậm đặc, thằng C nào đứt ra, thằng C đôi C đứt ra, thằng C nào còn H sinh ra axit, thằng C nào không còn H sinh ra ceton tương ứng. Vậy trong người đấy các bạn thấy đứt ra tại đây. À, có nó đôi là đứt thôi, có nó đôi là đứt thôi. À, các bạn thấy đứt tại đây, các bạn thấy có hợp chất ceton này. À, hợp chất ceton là thằng này. Ok. Thằng này các bạn thấy này, thằng này còn H đồng, thằng C này là bốn bốn gạch đủ rồi. Sau đó thằng này không còn H, sinh ra sản phẩm là ceton. À, hợp chất ceton, bắt đầu cô ấy giải thích tiếp thằng này hợp chất ceton chỗ này. Còn chỗ này đứt tiếp, đứt tiếp thì sao? Chỗ này các bạn thấy là chỗ này mới có ba gạch, thằng này còn CH này, còn thằng này còn H này. Thằng C chỗ này làm sao đây? Bốn gạch rồi, hết H rồi. Và chỗ này chính là đầu anhydride, đầu này chính là hợp chất ceton. À, giờ đó thay mặt đúng của mình là đáp án C nha. Rồi, y chang vậy, cô số 42 người ta hỏi các bạn, cho nồi người ta hỏi, cho sản phẩm, cho chất ban đầu người ta hỏi tác nhân, thằng này là tác nhân nào. Còn thế này, từ anhydride ceton mà ra được hợp chất của mình có OH, thì bạn nghĩ ngay là phản ứng khử. Khử các bạn có thể là khử hydro, các bạn hiểu là natri bo H4, hoặc khử là nitri NH4, đây là ba cái phản ứng khử của bạn hay gặp. Vậy tùy vào trường hợp mà bạn biết là tác nhân là thằng nào. Ví dụ trường hợp này các bạn thấy này, este còn đây, este còn đây. Vậy không thể là nitri NH4 được. Nha. Thì có thể là thằng H-hydro niken, hoặc có thể là thằng nào gì natri bo H4. Trong trường hợp này có xuất hiện hydro niken thì nhớ tắt nhân được A bạn nha. Rồi tiếp. Câu này thì câu này là các bạn hiểu thì bạn nói, câu này có bỏ cho bạn nè, cái này không có trong 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 chương trình các bạn học, đúng cái này các bạn là thế thế ở vị trí đây nè, và đang cộng brom trong môi trường mà có mặt có sắt, hoặc muối có sắt thì sẽ thế trực tiếp vòng thơm, còn trong trường hợp này các bạn không thể thế vòng thơm được, có như có thế bên ngoài vị trí này thôi, có thể thế bên ngoài này thôi, CH2 brom.
Y chang vậy, cái này các bạn cũng tự trả lời được ha. Gặp đây các bạn thấy có nhóm carbonin sẽ phản ứng với cơ magie, các bạn chỉ cần quan tâm đến thằng C này, thằng C bên cạnh thằng oxy nó đôi ô á, thằng C này còn H, các bạn thấy CH, CH này sẽ gắn với một cái là oxy, một cái gắn với thằng CH3. Thì đó đáp án đúng là đáp án nào. Thằng này vẫn còn OH, thằng này vẫn có sinh ra một cái OH nữa. À, mà thằng này sẽ sinh ra CH3, 1C, 2C, 3C, 4C, thêm 1C nữa 5C. 1, 2, 3, 4C, thêm 1C nữa 5C. 1, 2, 3, 4, 5, rồi đó sẽ là đáp án C. Nha. Đó, bạn chỉ cần nhớ cái thằng C nối đôi ô này sẽ gắn vào thằng CH3. Đó, đó, thằng này còn oxy. Y chang vậy, tự trả lời thằng này được ha. Thằng C này đó, nối đôi với thằng, gắn với thằng nitơ. À. Trung tâm phản ứng là nitơ còn cặp ê trong tự do magnetic âm sẽ gắn trực tiếp vào thằng C magnetic dương và C đôi ô. À. Và thằng có thằng C này, sau khi thằng này có hai rô, các bạn sẽ mất hết. Và lúc đó thằng oxy này mất luôn, thằng C này là thằng này còn hát đâu, 1, 2, 3, 4 hết. Thằng C này sẽ gắn nối đôi với thằng nitơ, nitơ này còn nhóm H2 bình thường. Thì đó là bạn muốn mình là ăn C. À. Yêu cầu số 46 đi. Này. Câu số 46 cho bạn một cái carbonin phản ứng với một thằng có quá nhiều nitơ, vậy trong đặt câu hỏi 4, ba thằng nitơ này nitơ nào sẽ tham gia phản ứng? Ở đó các bạn thấy một nitơ, hai nitơ, ba nitơ, vậy nitơ nào? Thì cứ nhớ luôn, nhớ cô cái thằng nitơ nào thấy bên cạnh nó xuất hiện là nó đôi đấy, nghĩ ngay tới phản ứng liên hợp thì cặp electron của nó ra đây, nó bị mất một phần rồi. Đó mật độ electron của thằng NH đây, thằng NH2 đây nhỏ hơn thằng NH2 ngoài. Thằng NH2 này làm sao nó không bị cho ai hết ha. À, các bạn thấy này. P sigma P, P sigma P. À, trường hợp này nitơ này cũng bị đẩy vào cái nối đôi. Thằng NH này cũng bị đẩy vào, chỉ còn NH2 một mình bơ vơ thôi, sẽ tấn công vào thằng C này. Các bạn có này CH, thằng này còn hydro đúng không? CH3, CH2, CH nối đôi N gạch cái NH viết bình thường. Các bạn đáp án đúng là đáp án nào? Đáp án này. Đó. Vẽ ra ha. Không có sai là giống nhau gì. Thằng này 1C, 2C, 3C, thằng này 1C, 2C, 3C, 1C, 2C, 3C. À, thằng nối đôi ô đây. Đáp án đúng này là anh A. À. Đây là đơn giản thôi, phản ứng tách nước của ancol thôi. Tách nước ancol gọi là hệ thống liên hợp. Tách nước có thể là gì đây? À, thằng là oxy hóa thôi. Một C hai C ba C. Đó. Oxy hóa là ăn cung bậc một và sinh ra aldehyde thì không được là hai thằng mạnh được, chỉ là còn lại thằng này thôi, thằng này là oxy già có tính oxy hóa yếu. Nói chung là cái này các bạn tham khảo thôi. Rồi đó, đó là đáp án của những câu. Do đó về nhà có đáp án sẵn rồi đó, cô đã nói từng cái rồi đó, những cái phản ứng nào cần quan trọng cô đã giới thiệu tới các bạn rồi. Đó, các bạn về nhà bạn coi nha. Rồi trong bài học hôm nay có ai thắc mắc gì không? Về nhà nghe lại rồi mở chậm lại ha. Mỗi câu nào mà cô sửa bài các bạn viết ra tập. Và sau đó cô nói các bạn tương ứng chiếu với đáp án cô cho sẵn rồi, bạn sẽ biết là sản phẩm đúng không, sản phẩm này nha. Áp đề hả, đề gì giờ, có đề gì đâu mà áp, khó hiểu với là hóa cơ với các bạn rất nhiều. Vì cô nói rồi, cái phần quan trọng nhất là bạn hiểu phần hiệu ứng, các bạn làm phần này rất là dễ. Bạn chỉ cần hiểu phát đi. Các bạn chỉ cần biết là trung tâm phản ứng là chỗ nào, các bạn viết được. Và cô nói rồi, nói các bạn sẽ rất là khó hình dung bằng cách các bạn về nhà bạn đặt viết xuống đó. Nếu mà bạn nào muốn á lên lớp học một buổi thì cô sẽ sắp xếp một buổi có xếp phòng lên đó sửa bài bằng bản, còn không thì cô phải thiết kế lại những cái bài tập, phải thiết kế lại bằng Kemlo thì như vậy các bạn mới hình dung được. Còn bây giờ nói xong về nhà phải học, không học thì không thể làm được đó các bạn. Khi bạn hiểu rồi bạn làm rất là dễ. Ngân hàng để đâu ra trời, những cái gì cơ bản là phải biết. Bài tập có cuốn sách câu hỏi trắc nghiệm đó, bài nào mà cô hay nhấn mạnh phần trọng tâm gì đó thì làm thôi, chứ đề cô soạn có 90 được câu à,
cho bạn ngân hàng đề nó lỗi đề à? Rồi tuần sau thì tính, cứ hỏi vấn đề kiểm tra hỏi hoài à. Tuần sau học xong ôn tập xong bắt đầu cũng mới cho các bạn thời gian các bạn là kiểm tra online quá trình nha. Có thắc mắc gì không? Thắc mắc có điểm danh nha. Rồi bây giờ chỉ bằng cách về nhà làm thôi. Và ăn cơm là có một con đường duy nhất là làm người ta. Rồi số 1 phải không? Dạ có cô ơi. Số 2. 3. Lại hỏi khi nào kiểm tra, mệt ghê, của nói tuần sau ôn tập xong rồi cho lịch. Số 3 phải không? Huỳnh Ngọc Trường An. 3 bán hả? 4. 4 phải không? Dạ có cô ơi. Dạ có cô ơi. 6. Dạ có cô ơi. Đỗ Phạm Đỗ Mang. Đỗ Mang vẫn hả? Có ngân hàng đề bài tập thôi. Những bài tập là cô đã sửa trên đây nhấn mạnh về nhà coi thôi. Bạn Phạm Đỗ Mai Anh vẫn hả? 8. Trần Kim Anh. 9. Dạ có. 10. Dạ có. 11. Trương Thị Minh Anh. 12. Dạ có rồi. 13. Nguyễn Quý Bình. Quý Bình có rồi hả? 14. Số 9 có rồi, số 4, số 14 rồi, 15. Dạ có rồi. 16. Dạ có, 16 có. 17, 18, 19, 19, Lê Hoàng Đạt, 19 vắng hả? 19 có cô ơi, 19 có. 20 có, 21. 19 có cô ơi. Ok, 21, 22. 22, Lê Dương Huy Diệp, 22 vắng hả? 23. Dạ có, dạ có. 24. 25. Dạ có. Ôi, 19 có rồi. 19 đó rồi. 26. 26 Lê Dương. Bắn luôn hả? 27. 27 Nguyễn Thùy Dương. Bắn hả? 27 Nguyễn Thùy Dương bắn. 28. Dạ có. 29. 29 bằng 30 rồi, 4, 31. 31. 31 Nguyễn Phan Thanh Hằng. 32. Dạ có. 33. 33 có không? 33 là Lê Thanh Hoài. 34. 27 có hả? 34 có. 24, 27 có. 26 có không? 34 là 35 rồi. 36 có không? 37. 37. 37 Trần Nam Hưng. 38. Được có. 39. 40. 41. 41 phải không?